Chào các bạn đang nghe bộ truyện Linh Dị Cửu Long Chéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn. Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube Thích Nghe Truyện 247. Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Khi ấy mặc dù tôi cũng mơ hồ cảm nhận được làm như vậy sẽ không tốt, thế nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi vì tôi không thể chết. Thiên ngoại trên cao, trận chiến giữa Thuần Quân và La Hầu đã đi đến những phút cuối cùng, trước đó kiếm thể của Thuần Quân đã bị tổn thương, giờ đây phải giao đấu sinh tử với một La Hầu đang trong trạng thái phong độ tột đỉnh, dần dần đã rơi xuống thế hạ phong. Kiếm thể ban đầu của Thuần Quân đã bị hủy diệt, kiếm thể bây giờ là do tôi dùng kiếm khí hỗn độn bản nguyên để rèn đúc lại, nếu một lần nữa lại bị phá hủy, thần hồn cũng sẽ theo đó mà tiêu tan, bởi vì thần hồn của cô ấy đã sớm dung hòa làm một cùng với kiếm khí hỗn độn bản nguyên. Đánh bại kiếm linh sẽ giúp kiếm ma nuốt sạch sức mạnh kiếm khí bản nguyên của kiếm linh, từ đó mà uy năng của kiếm cũng tăng lên tới cực điểm. Tới lúc đó, La Hầu sẽ trở thành thanh kiếm mạnh nhất trong khắp trời đất, vũ trụ hư không này, sức mạnh của nó sẽ vượt qua cả thanh kiếm trong tay Lữ Thuần Dương, chính thức trở thành vị vua của binh khí. Nơi nào xuất hiện kiếm La Hầu, vạn kiếm phải thần phục, nhuệ khí hóa hư không. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra, nếu không sẽ mang tới ảnh hưởng vô cùng tiêu cực cho khắp chúng sinh trong trận chiến chống lại thiên đạo. Lữ Thuần Dương, ngươi vì sao còn chưa ra tay? Tôi hỏi, ta đang đợi ngươi, đợi ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi còn đang cất giấu con át chủ bài nào, vậy mà hãy còn dũng khí tới quyết đấu với ta. Lữ Thuần Dương ánh mắt nham hiểm, sớm đã nhìn ra Thuần Quân không thể kiên trì được bao lâu nữa, vì vậy mới ép tôi phải ra tay trước, để lộ quân bài của mình. Ông ta đối với tôi vô cùng cảnh giác, thứ khiến người này phải kiêng dè tôi nhất chính là thân phận đứa con của vận mệnh. Vì tôi mà ông ta đã không ít lần nếm phải quả đắng, lần này ông ta đã quyết tâm đợi tôi tung bài ra trước rồi mới xuất kiếm. Đáng tiếc ông ta có thể đợi được, mà tôi thì không. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu tập trung tâm thức của mình, cảm ngộ sức mạnh vận mệnh. Lúc này, hoa tuyết vẫn bay phấp phới, bầu trời đầy tuyết, tất cả đều do kiếm ý côn lôn tuyết của tôi sở hóa thành. Tôi đứng giữa trời, dang rộng đôi tay ôm vào lòng. Muốn đấu với Lữ Thuần Dương, trong tay nhất định phải có một thanh kiếm tốt nhất hiện giờ đương nhiên là côn lôn tuyết. Trời đất mênh mang, dừng chân nơi nào, nhật nguyệt tuần hoàn, lặp đi lặp lại. Tôi niệm một câu tiên tri nổi tiếng nhất từ trong đạo tàng, bởi vì nó đại diện cho sự luân hồi của thời gian và không gian. Thời không không thể nghịch chuyển, vì thế cái gọi là luân hồi thực chất là chỉ vận mệnh. Niệm dứt câu này, tay trái tôi cầm kiếm chỉ, tay phải nắm chặt lấy hư không. Miệng lớn tiếng niệm, tuyết trắng bay bay giống cái chi. Ta có một kiếm gọi là côn lôn. Hai tuyết trắng bay bay giống cái chi, đây là câu hỏi mà Tạ An nhà chính trị, quân sự lớn và đại thần dưới thời Đông Tấn hỏi Tạ Đạo Uẩn là cháu gái của mình. Tạ Đạo Uẩn đáp, không bằng ví với bông liễu bay theo gió. Về sau Tạ Đạo Uẩn trở thành thi nhân nổi tiếng đời Tấn. Trong câu trên, tác giả mượn tích này để nhắc đến thanh kiếm côn lôn tuyết. Bạn đọc xin đừng trách người dịch không xuôi tai, vì vốn dĩ câu này tác giả viết ngang tai thật. Dứt lời, hoa tuyết điên cuồng bay múa, tụ về phía tôi. Trên trời tuyết bay bay, dưới đất tụ thành gò, hoa tuyết nơi này toàn bộ đều bị tôi thức tỉnh. Bao gồm cả những bông hoa tuyết đã bị tan chảy, một lần nữa lại biến thành hơi nước lại kết thành hàn băng hóa thành tuyết bay lên bầu trời. Hoa tuyết điên cuồng tụ lại, kiếm ý bắt đầu dung hợp. Chuôi kiếm dần dần xuất hiện trong tay phải của tôi, hoa tuyết bay lên tiếp tục ngưng tụ thành thân kiếm. Sau khi bông tuyết cuối cùng trở lại, côn lôn tuyết trong tay tôi đã bùng nổ ánh kiếm sắc bén chói lòa. Từ đầu tới cuối Lữ Thuần Dương chỉ lạnh lùng đứng nhìn mà không hề ra tay ngăn cản. Bởi vì ông ta biết rằng, chỉ dựa vào một thanh kiếm sẽ không thể nào đánh bại được ông ta. Thế nhưng ông ta không hề hay biết rằng, vào lúc côn lôn tuyết hoàn hảo xuất hiện trong tay tôi cũng là lúc toàn bộ thần niệm và sinh cơ mất đi đã hoàn toàn quay lại trong thân thể. Đợi tới khi ông ta ý thức được chuyện này thì kiếm ý của tôi đã viên mãn, chiến lực một lần nữa đạt tới cảnh giới cao nhất. Làm sao mà ngươi có thể làm được cơ chứ? Lữ Thuần Dương đột nhiên biến sắc. Lữ Thuần Dương, ngươi chẳng biết gì về vận mệnh cả. Tôi nói, nghịch chuyển thời không, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh vận mệnh. Không sai, trận chiến hôm nay, đối thủ của ngươi không chỉ có mình Tạ Lan ta, mà còn có Tạ Mạt Lăng. Chương 1190, chuyện bất thường ở Bắc Minh 1. Lữ Thuần Dương dù thế nào đi nữa cũng không thể tưởng tượng nổi cái gọi là át chủ bài của tôi lại chính là nghịch chuyển thời không, khiến chiến lực một lần nữa quay lại thời kỳ đỉnh cao. Thế nhưng chiến ý của ông ta không hề suy giảm, ngược lại còn tăng thêm. Nói về kiếm, không ai tự tin hơn Lữ Thuần Dương. Trong mắt ông ta, thứ mà tôi gọi là kiếm đạo chẳng qua chỉ là món quà của vận mệnh, trong khi đó tất cả mọi thứ ông ta có được đều đến từ sự theo đuổi và vất vả khổ luyện cả đời. Quyết chiến sắp bắt đầu, chiến ý dâng đầy trời. Chư thần bắt đầu lẩn tránh, cách xa nơi này. Tộc chiến thần bảo vệ Mộ Dung Nguyên Duệ, sơ tán tới một nơi an toàn. Trước khi tôi và Lữ Thuần Dương phân rõ thắng bại sẽ không có trận chiến nào diễn ra giữa các vị thần minh, cũng không có kẻ nào nhân cơ hội này tấn công Mộ Dung Nguyên Duệ. Bởi vì cả tôi và Lữ Thuần Dương đều có sức mạnh thống trị cả thái cổ thần giới, đầy trời tuyết bay tụ về một kiếm, trong lòng chư thần không tránh khỏi rét lạnh, chẳng thua kém gì một chiêu kiếm khải vĩnh dạ lúc trước của Lữ Thuần Dương. Trên không trung, tôi khoác một thân đạo bào màu đen, côn lôn tuyết trong tay óng ánh như ngọc. Lữ Thuần Dương mặc bạch y phóng khoáng tiêu sái, thanh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng xanh lục. Thân ảnh đen trắng đối lập, lần lượt đại diện cho hai thái cực của kiếm đạo, Thái Sơ và Hỗn Độn. Thái Sơ chỉ có hư không, Hỗn Độn đã có chư thiên một. Một chư thiên được hiểu đơn giản là những thiên thần, những chúng sinh của cõi trời. Chỉ những người có đủ phước báu mới có thể trở thành chư thiên. Trong các chính điện ở cả phương Đông và phương Tây, có 24 vị chư thiên tiêu biểu được thờ phụng. Vì vậy, hai loại kiếm ý này cũng lần lượt cho tiên thiên và hậu thiên ở thời kỳ đỉnh cao. Tiên thiên là hư, hậu thiên là thực, bất luận là Thái Sơ hay Hỗn Độn đều không phải loại kiếm đạo mạnh nhất là người có thể nắm giữ cả hai loại kiếm đạo này. Người như vậy không chỉ dùng kiếm sinh ra chư thiên vạn vật, còn có thể hóa hư thành thực, lại có thể hủy diệt chúng sinh, hóa thực thành hư. Có thể làm được như vậy chỉ có một mình thiên đạo, chỉ thiên đạo mới có thể đồng thời nắm giữ cả hai loại kiếm ý Thái Sơ và Hỗn Độn. Cả tôi và Lữ Thuần Dương đều không thể làm được như vậy, thậm chí sẽ không bao giờ có thể làm được như vậy. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm được đó là đem kiếm đạo mà bản thân nắm giữ được nghiền ngẫm tới cảnh giới cuối cùng. Trận chiến bắt đầu, thân hình của Lữ Thuần Dương biến mất trong không trung. Sau đó, bóng tối một lần nữa lại buông xuống. Thiên cực trên cao, Thuần Quân và La Hầu cũng dừng chiến đấu, không hẹn mà cùng lựa chọn tránh ra. Một chiêu kiếm khải vĩnh giả của Lữ Thuần Dương khiến xung quanh một mảnh tăm tối, chỉ có côn lôn tuyết trong tay tôi hãy còn tỏa ra một chút ánh sáng lạnh lẽo. Ánh sáng lạnh lẽo, như mờ như tỏ, dường như có thể dập tắt bất kỳ lúc nào. Cùng với động tác của tôi, ánh sáng ấy hóa thành một đạo kiếm khí lưu hình, trong bóng đêm điên cuồng nhảy múa. Kiếm khí lưu hình lấp lánh, phá rách màn đêm tăm tối, rồi lại bị bóng tối nuốt chửng. Bất kể tôi đã chém ra bao nhiêu kiếm khí lưu hình, cuối cùng cũng chỉ giữ được ba đạo. Ma kiếm cuồn cuộn, quỷ kiếm âm u, thần kiếm mịt mù. Kiếm khải vĩnh giả của Lữ Thuần Dương có thể nuốt chửng vạn vật trong bóng tối, thế nhưng lại không nuốt nổi ba đạo kiếm khí này. Mặc dù Lữ Thuần Dương không thể động chạm tới ba đạo kiếm khí, thế nhưng trong lòng tôi chẳng có lấy một chút an tâm. Bóng tối đem đến cho tôi áp lực vô cùng nặng nề, ánh sáng lạnh lẽo của côn lôn tuyết có vẻ vẫn lập lòe như cũ, thế nhưng tôi biết bất kỳ lúc nào nó cũng có thể bị dập tắt. Một khi ánh sáng ấy không còn nữa, ba đạo kiếm khí lưu hình kia cũng sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Đến lúc đó, tôi sẽ chẳng có cách nào địch lại kiếm Thái Sơ của Lữ Thuần Dương. Thời gian lặng lẽ trôi đi, tất cả mọi người đều đang nín thở chờ đợi, không một ai có thể đoán trước kết quả của lần quyết đấu này. Thái cổ thần giới đang nghiêm túc quan sát, mà chúng sinh khắp thái cổ thần giới cũng đang nghiêm túc quan sát. Chương 1191, chuyện bất thường ở Bắc Minh Hải. Trong lúc tôi và Lữ Thuần Dương lâm trận quyết đấu, tam giới ở nhân gian cũng đang ngập trong nguy cơ. Trên đỉnh Bất Châu, Khương Tuyết Dương vẻ mặt lo lắng, ngẩng đầu nhìn lên vũ trụ hư không. Đột nhiên, trong lòng cô bỗng nảy lên một tia dự cảm, xoay người nhìn về phương Bắc. Trên bầu trời phương Bắc, một bóng đen xé rách màn đêm, Vạn Tiên trận còn chưa kịp phản ứng, người này đã bay lên đỉnh núi Bất Châu, đến bên cạnh Khương Tuyết Dương. Người tới khoác một thân chiến giáp đế vương màu đen, thần quang chảy ra từ con mắt u minh bao bọc lấy thân, thần thánh uy nghiêm khiến người ta không dám khinh nhờn. Tuyết Dương bái kiến nữ đế bệ hạ. Khương Tuyết Dương cúi người hành lễ. Ngươi đã biết được gì rồi? Nữ đế hỏi. Hết thảy vẫn như thường, thiên ngoại hư không cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ là ta vẫn luôn cảm thấy bất an, dường như sẽ có chuyện rất xấu nào sẽ xảy ra. Khương Tuyết Dương khẽ lắc đầu, đáp. Tạ Lan thì sao? Sức mạnh mệnh bàn sát phá lang đã tiêu tan, tôi cũng mất đi mối liên kết với Tạ Lan. Nữ đế bệ hạ hỏi như vậy, lẽ nào Tạ Lan đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô không chắc chắn chuyện này có liên quan đến anh ta hay không, đêm nay trong lòng cũng thấy bất an như cô, cho dù cô có sử dụng lục đạo luân hồi đại trận cũng không nhận được bất kỳ điểm báo gì. Nữ đế đáp. Trong lúc hai người đang nói chuyện, phong chủ bỗng nhiên dùng thần niệm truyền âm cho Tuyết Dương, nói rằng Tạ Lưu Vân của nhân đạo ghé thăm. Lúc này Tạ Lưu Vân lại tới quy khư, lẽ nào ông ta cũng có dự cảm? Tuyết Dương hỏi, Lục nhân M dương kiếm của Tạ Lưu Vân có thể dò xét thiên cơ, đạo đức thiên tôn cũng có năng lực nhìn thấu âm dương. Đi, cô cùng ngươi tới gặp ông ta, Ma đạo tổ đình, thần điện quy khư. Sau khi gặp mặt, Tạ Lưu Vân hành lễ với Cửu U nữ đế trước, sau đó nói, nữ đế bệ hạ cũng đến rồi, xem ra người cũng cảm nhận được. Tạ Lưu Vân, người đã phát giác ra chuyện gì? Cửu U nữ đế hỏi. Tôi đã tra được có một cỗ nguy cơ vô cùng khủng khiếp trước nay chưa từng có sắp sửa bao vây tam giới ở nhân gian, thế nhưng cụ thể như thế nào thì tôi vẫn chưa có đáp án. Ba người đều không thể đưa ra được đáp án, không khí nhất thời rơi vào trầm lặng. Tuy rằng không biết đó là nguy cơ gì, thế nhưng có thể khiến cho bọn họ trong lòng đều loạn nhất định không phải là chuyện nhỏ. Lẽ nào có liên quan tới thiên đạo? Im lặng một lúc, Tạ Lưu Vân cất giọng hỏi. Thiên đạo nhân quả còn đang quấn thân, mà Tạ Lan lại nắm giữ sức mạnh vận mệnh hoàn chỉnh, chỉ cần Tạ Lan không xảy ra chuyện, ông ta không có khả năng thoát khỏi kìm kẹp. Nữ đế nói, chỉ e là Tạ Lan sẽ xảy ra chuyện. Tạ Lưu Vân nói, Tạ Lan đã tới Thái Cổ Thần Giới, Lữ Thuần Dương cũng ở đó, chỉ có điều tôi không cho rằng Lữ Thuần Dương có thể gây ra uy hiếp gì cho Tạ Lan. Khương Tuyết Dương đáp, nói cho cùng cũng đều do đạo đức thiên tôn tính toán hồ đồ, Lữ Thuần Dương hoàn toàn không phù hợp trở thành Thái Cổ Thần Vương, nhân đạo việc gì phải uổng công vô ích như vậy. Cửu U nữ đế nói, thân là nhân đạo tổ sư, đạo tổ người dù sao cũng phải vì nhân đạo mà tính toán. Tạ Lưu Vân có chút ngại ngùng, đáp, vừa nói đến đây, nữ đế đột nhiên đứng dậy, sắc mặt thay đổi đột ngột. Nữ đế bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì rồi? Khương Tuyết Dương cũng đứng dậy theo, vội hỏi. Bắc Minh Hải ở MT có chuyện bất thường. Bắc Minh Hải có chuyện bất thường, lẽ nào nó muốn xuất thế rồi? Cô lập tức phải quay lại MT, cáo từ. Dứt lời, nữ đế phi thân rời khỏi thần điện quy khư, hóa thành một luồng sáng màu đen rồi dần dần biến mất trong không trung. Sau khi nữ đế rời đi, Khương Tuyết Dương và Tạ Lưu Vân bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt cùng lúc đều lộ ra vẻ vô cùng nghiêm trọng. Côn sẽ không vô duyên vô cớ xuất thế. Im lặng một hồi, Khương Tuyết Dương nói, Côn là nhân quả của thiên đạo, chuyện xuất thế nhất định có liên quan tới thiên đạo. Tạ Lưu Vân đáp, nhắc đến đây, hai người đều không dám nói tiếp, bởi vì dự đoán tiếp theo đó, bọn họ đều không dám nói ra. Chương 1192, kiếm còn người còn một. Đêm tối mãi chẳng kết thúc, toàn bộ thần giới đều đang trông chờ ánh bình minh, kiếm của Lữ Thuần Dương mãi không thấy quay lại, cũng không ai biết rốt cuộc ông ta đã gom góp bao nhiêu kiếm ý mới có thể chém ra một đạo phá hiểu kiếm mạnh mẽ như vậy. Một phá hiểu, lúc tảng sáng, Côn Lôn Tuyết vẫn như cũ, ba đạo kiếm khí lưu hình đan xen lẫn nhau, nở rộ trong đêm tối như đóa hoa kiếm xinh đẹp thê lương. Có lúc như đóa u lan nở trong thung lũng hoang vắng, lúc lại như hoa khai phú quý. Có lúc thánh thiện như đóa tuyết liên, lại có lúc diễm lệ như mạn đà la. Từng bông hoa kiếm nở rộ khắc sâu trong lòng chư thần. Hàng nghìn năm sau đó, truyền thuyết về đóa hoa kiếm vẫn còn lưu truyền khắp vùng đất cổ xưa này. Đạo tàng hậu thế ghi chép lại, mà đạo tổ sư Tạ Lan xuất kiếm tại Thái Cổ Thần Giới, kiếm ý chạm khắc thái cổ, hoa khai bất bại. Hoa kiếm phức tạp, muôn hồng ngàn tía, tỏa hương thâu đêm. Cuối cùng, hoa kiếm thấu tỏ những lời muốn nói của hoa cỏ khắp nhân gian, hóa thành một đóa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn là hoa của MT, sao lại nhờ ơn nữ đế mà trở thành biểu tượng cho ma đạo của tôi. Trong truyền thuyết, hoa bỉ ngạn có hai màu, một loại tinh thuần như tuyết trắng, một loại thắm đỏ như máu. Tuyết trắng đại diện cho thiên đường, đỏ tươi tượng trưng cho địa ngục. Trên cờ chiêu hồn, anh linh của đệ tử ma đạo sau khi chết đi toàn bộ đều hóa thành hoa bỉ ngạn màu đỏ thắm. Bởi vì, thiên đường bên trái, ma đạo bên phải. Khoảnh khắc bỉ ngạn hoa nở rộ, tôi đây bỗng tức cảnh sinh tình, Côn Lôn Tuyết liền lung lay, bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Chính trong lúc này, Lữ Thuần Dương từ trên cửu thiên đã quay lại, một kiếm chém rách màn đêm. Cao thủ tranh tài, thứ mà họ tranh giành đôi khi chỉ là một tia cơ hội. Lữ Thuần Dương vẫn luôn chờ đợi, chờ tới khi tâm thức của tôi lộ ra sơ hở. Cho dù tôi ngay lập tức tập trung tinh thần, chỉ một tia sơ hở này cũng đủ để ông ta xuất ra một chiêu tất sát. Kiếm xuất ra, đất trời rung chuyển, bóng đêm vụt tắt, bình minh ló dạng, cửu thiên thập địa, thần khóc quỷ gào. Một đạo kiếm quang có sức tàn phá cực lớn và vô cùng mỹ lệ từ 9 tầng trời trút xuống. Xuyên qua màn đêm, xé rách hư không, sát ý cuồn cuộn như thủy triều, thi nhau khóa chặt lấy tôi. Một kiếm này tưởng như cách tôi cả ngàn dặm, lại dường như ngay trước mắt tôi. Chỉ cần tôi phạm phải một sai sót nho nhỏ sẽ ngay lập tức bị nó xóa sổ, xác hồn đều diệt. Đối mặt với chiêu kiếm tất sát của Lữ Thuần Dương, tôi giơ thanh Côn Lôn Tuyết trong tay, điên cuồng giải phóng kiếm khí lưu hình. Thần kiếm, ma kiếm, quỷ kiếm, ba loại kiếm khí đan xen lẫn nhau, từ trong không trung hóa thành từng đóa hoa bỉ ngạn. Các cuộc giao đấu kiếm đạo đều chú trọng tới thiền cơ, Lữ Thuần Dương xuất kiếm vào lúc hoa kiếm của tôi hóa thành bỉ ngạn, vậy thì tôi cũng chỉ có thể dựa vào bỉ ngạn hoa này để đối phó với ông ta. Nếu như đổi thành một loại hoa khác, vậy thì tôi đã mất đi tiên cơ trước khi trận chiến kịp bắt đầu. 100.000 đóa hoa bỉ ngạn, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Giống như giáng chiều, giống như lưu hỏa, lại dường như một biển máu. Bóng đêm vừa tan biến, bầu trời chuyển sang màu đỏ như máu. Trước đây chiến lược mạnh nhất của tôi chính là Côn Lôn Kiếm Hải, thế nhưng kể từ khi tôi mở ra Thái Cổ Kiếm Vực, chỉ vẹn vẹn một biển kiếm hải đã không thể dung nạp nổi kiếm khí hỗn độn mênh mông vô tận, bọn chúng cũng đã có được uy năng thống trị khắp một phương, đó chính là Thái Cổ Kiếm Vực. Trận chiến trên núi Quy Khư, tôi đã dựa vào Thái Cổ Kiếm Vực để quét sạch cường địch, tiêu diệt hàng triệu kẻ thù. Giờ khắc này tôi lại dựa vào hoa bỉ ngạn để tế xuất Thái Cổ Kiếm Vực, chỉ để có thể kiềm chế một kiếm thái sơ của Lữ Thuần Dương chém xuống từ trên 9 tầng trời cao. Ta có một kiếm, gọi là thái sơ. Lữ Thuần Dương cao giọng hét lên, thanh kiếm chủ tể trong tay đâm vào giữa kiếm vực bỉ ngạn hoa. Khắp trời hoa bay, thi nhau tụ lại trên người ông ta, cố gắng ngăn chặn kiếm quang. Tuy nhiên, còn chưa kịp đến gần đã bị uy áp quá mức khủng bố toát ra từ kiếm khí của ông ta làm cho tan nát, thi nhau rụng là tả giống như một cơn mưa máu. Huyết hoa rơi rụng, bỉ ngạn mong manh vô cùng, ngay cả một bông hoa làm tổn thương Lữ Thuần Dương cũng không có. Bỉ ngạn hoa điêu tàn rơi rụng, sức mạnh kiếm vực của tôi cũng theo đó mà suy yếu vô cùng. Trong khi ánh kiếm của Lữ Thuần Dương vẫn sắc bén như cũ, không hề suy giảm chút nào. Vào lúc đóa hoa cuối cùng bị kiếm khí của Lữ Thuần Dương làm cho tan tác theo gió bay đi, Thái Cổ Kiếm Vực của tôi phát ra âm thanh tan vỡ. Bầu trời đỏ rực như máu nhanh chóng trong xanh trở lại, trên không trung rực rỡ, Lữ Thuần Dương áo trắng như tuyết, kiếm như cầu vồng. Thái Cổ Kiếm Vực bị phá, người tôi cũng không thể chịu nổi sự sắc bén của kiếm ý thái sơ. Thúc phát quan trên đầu vỡ nát, tóc đen điên cuồng phiêu giật. Đạo bào tung bay, thủng lỗ chỗ, Côn Lôn Tuyết vẫn tiếp tục hướng về bầu trời, thế nhưng cơ thể của tôi đã bắt đầu rơi xuống mặt đất. Kiếm khí của Lữ Thuần Dương không thể địch lại, cơ thể tôi không tránh khỏi lung lay. Tới đây tôi mới hiểu được, kiếm ý hỗn độn mà bản thân nắm giữ hãy còn kém xa so với sức mạnh kiếm ý thái sơ hùng hậu mà Lữ Thuần Dương điều khiển. Mãi cho tới khi người đã rơi xuống mặt đất, tôi mới có thể ổn định được cơ thể. Tuy nhiên, áp lực của kiếm khí do kiếm ý thái sơ mang theo vẫn đè nặng lên trái tim tôi như một ngọn núi, nghiền nát cơ thể của tôi. Thân thể mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, chỉ có thể dựa vào thanh Côn Lôn Tuyết đang trống trên đất mới ngăn được cơ thể không đổ sập xuống. Ngay lập tức, kiếm của Lữ Thuần Dương bay đến lượn lờ trên đỉnh đầu tôi. Thế nhưng ông ta không lập tức ra tay, ông ta đang hạ quyết tâm. Chương 1193, kiếm còn người còn hai. Tạ Lan, ngươi thua rồi, ngươi thật sự muốn giết ta? Tôi hỏi, ngươi là đứa con của vận mệnh, giết ngươi, thiên đạo có thể thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh, thoát thân khỏi nhân quả. Khi đó, cuộc chiến phong thần sẽ kết thúc, ván cờ tranh giành cũng chấm dứt, kiếp nạn diệt thế sẽ ập đến. Lữ Thuần Dương nói, nếu đã biết trước giết ta sẽ mang tới hậu quả gì, ngươi vẫn muốn xuất kiếm. Cảm nhận được sát ý trong mắt Lữ Thuần Dương không hề suy giảm, tôi bèn hỏi. Không sai, vì sao chứ, thiên đạo diệt thế, tam đạo chỉ trừ lại một đạo. Đương nhiên phải là nhân đạo của ta, lục đạo chúng sinh khác thì có liên quan gì tới ta kia chứ? Lữ Thuần Dương, lẽ nào ngươi nhẫn tâm bỏ mặc lục đạo chúng sinh không quan tâm tới hay sao? Ngươi nên biết rằng trong lòng ta chỉ có kiếm, mà kiếm xưa nay chẳng phải thứ có tình cảm. Thất bại của ngươi là bởi vì kiếm của ngươi quá nặng tình. Nặng tình vốn không phải chuyện gì tốt đẹp, Phá Quân nếu không phải lòng quá nặng tình cảm mới nhấc đao xuống MT để rồi tự sát bên bờ Vong Xuyên. Nữ đế nếu không nặng tình cũng sẽ không đắm mình dưới dòng Vong Xuyên, 3.000 năm mới đợi được cơ hội chuyển thế luân hồi. Đệ tử ma đạo nếu không phải quá nặng tình cũng sẽ không lưu truyền vạn thế thiên hồng. Thế nhưng, nếu như chúng sinh đều lạnh lùng như kiếm, vậy thì thế gian này còn gì đáng để? Chúng ta sống vì lẽ gì? Tôi vốn luôn cho rằng con người sống là bởi vì tình cảm, là bởi vì sợi dây tình cảm không thể cắt bỏ sau khi trải qua sinh tử. Vũ trụ cô đơn, sao kia lạnh lẽo? Tồn tại một khắc so với tồn tại trăm vạn năm có gì khác biệt? Tôi đã gặp được Thùy Hỏa, vương tọa lạnh lẽo như băng, cô quạnh như tuyết, dường như thờ ơ với tất thảy chúng sinh, tất cả khiến tôi đau đớn tới tận xương tủy. Chỉ cần tôi hãy còn sống, tôi vĩnh viễn sẽ không làm một người lạnh lùng cô đơn. Lữ Thuần Dương, ngươi thua rồi. Thiên đạo vô tình, chúng sinh có tình. Lời này của tôi vừa dứt, tôi bỗng ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ phảng phất đâu đâu. Trên mặt đất phủ đầy cánh hoa bỉ ngạn tan tác héo tàn, cũng là kiếm ý của tôi. Rơi rụng thành bùn, tan ra bụi, chỉ có hương thầm vẫn thơm nguyên, hai nguyên văn, linh lạc thành nê niễn tác trần. Chỉ hữu hương như cố, hai câu trích trong bài từ bốc toán tử hoa mai của Lục Du. Ha ha, thế thì sao chứ, dù gì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lữ Thuần Dương nói mà không hề nhận ra có gì đó đang diễn ra. Lữ Thuần Dương, ngươi cho rằng bây giờ ngươi vẫn có thể giết được ta sao? Lữ Thuần Dương hừ lạnh một tiếng, đang định phản bác, bỗng nhiên lại cau mày, bởi vì ông ta cũng đã ngửi thấy hương thơm kỳ lạ đó. Đây là mùi gì thế? Lữ Thuần Dương hỏi, là hương hoa bỉ ngạn. Tôi trả lời, nghe được lời này sắc mặt Lữ Thuần Dương liền thay đổi, ông ta đương nhiên hiểu được hoa bỉ ngạn tượng trưng cho cái gì. Sát ý nhanh chóng ngưng tụ lại, thanh kiếm chủ tể sắc bén trong tay lập tức bùng nổ. Lần này ông ta đã nổi lên sát tâm, không có lấy nửa phần hối hận, một chút do dự cũng không có. Đáng tiếc, tôi chắc chắn phải khiến ông ta thất vọng rồi. Chính vào lúc Lữ Thuần Dương tập trung kiếm ý, cánh hoa rơi đầy mặt đất bỗng thi nhau tụ về thân kiếm Côn Lôn Tuyết, trong nháy mắt liền nhuộm thanh kiếm trong vắt như ngọc biến thành màu đỏ tươi như máu. Lữ Thuần Dương dồn toàn lực vào nhát kiếm này, chém về phía tôi. Chủ tể chi kiếm, bất khả chiến bại, kiếm ý thái sơ, uy áp vẫn như cũ không gì cản nổi. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thuần Dương, tới khi kiếm chủ tể chỉ còn cách tôi chừng 5 trượng, tôi rút thanh Côn Lôn Tuyết đang lấp lánh cắm trên mặt đất, chém về phía Lữ Thuần Dương. Kiếm chủ tể được rèn đúc từ năng lượng canh kim ngưng tụ từ trong thí thần thập phương kiếm trận của Tàng Kiếm Cốc, là bá chủ hiếm có trong kiếm khắp cả thần giới, thậm chí ngay cả trong vũ trụ hư không. Côn Lôn Tuyết là do kiếm thai thái cổ tam kiếm của tôi dung hợp mà thành, cũng có thể coi là một thanh thần binh hiếm có khó tìm. Hai kiếm giao tranh đã bùng nổ ánh sáng hủy diệt khủng khiếp nhất trong lịch sử thái cổ thần giới, trời đất cũng mất đi sắc màu. Ánh sáng hủy diệt lấy tôi và Lữ Thuần Dương làm trung tâm, tỏa ra xung quanh, mặt đất nứt ra, khắp nơi thi nhau sụp đổ, nghiền nát thành bột. Thời không hỗn loạn, khói bụi bốn phương, chư thần biến sắc, hai quân tranh nhau bỏ chạy. Tới khi bụi trần lắng xuống, trên đống đổ nát, tôi và Lữ Thuần Dương vẫn đứng yên ở đó. Côn Lôn Tuyết vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay tôi, thân kiếm đầy những vết nứt, đỏ tươi như máu. Mà trong tay Lữ Thuần Dương đã không còn kiếm, kiếm chủ tể đã bị Côn Lôn Tuyết nghiền tan thành từng mảnh, hoàn toàn biến mất. Kiếm còn người còn, vào giây phút Lữ Thuần Dương mất đi thanh kiếm chủ tể ấy, tất cả hào quang thuộc về kiếm thần cũng rời bỏ ông ta mà đi. Kiếm thần mất đi kiếm cũng có nghĩa là mất đi tất cả, tôi đã nghe thấy thanh âm thần cách vụn vỡ. Lữ Thuần Dương mặt như cho tàn, hai mắt đầy vẻ mơ hồ. Im lặng hồi lâu mới nói, Tạ Lan, không giết ta, ngươi sẽ hối hận. Dứt lời, Lữ Thuần Dương hóa thân thành kiếm, bay thẳng lên trời rời đi. Chương 1194, Kiếm Chi Bổn Nguyên 1. Nhìn bóng dáng Lữ Thuần Dương dần biến mất khỏi bầu trời, trong lòng tôi luôn cảm giác bức xúc khó chịu, lo lắng nếu cứ ông ta thoải mái rời đi như vậy sẽ để lại hậu hoạn về sau. Tuy nhiên, tôi thực sự không muốn giết ông ta, là nhân vật đại diện cho nhân đạo và thiên tài kiếm đạo xuất sắc nhất trong đạo môn từ 3.000 năm đổ lại đây, chỉ việc bẻ gãy kiếm thần của ông ta đã khiến tôi vô cùng áy náy. Thực ra mọi tranh chấp giữa tôi và ông ta đều nằm trong cuộc chiến bàn cờ. Ông ta không phải là kẻ đại gian đại ác, cũng không rơi vào ma chướng, cho dù vì nể mặt Tạ Lưu Vân, tôi cũng không thể giết ông ta. Mặc dù lĩnh ngộ của ông ta đối với kiếm vẫn còn, nhưng thần cách bị vỡ tung đã ảnh hưởng trực tiếp đến kiếm tâm của ông ta, kiếm kỹ của ông ta không thể sử dụng được nữa, nguyên khí tổn hại nghiêm trọng, muốn luyện tập lại từ đầu không biết phải mất bao nhiêu năm tháng nữa. Tôi lặng lẽ thở dài, thu hồi thần niệm rồi xoay người bay về phía xa. Trận đấu giữa Thuần Quân và La Hầu vẫn chưa quyết định thắng bại, chỉ bị Lữ Thuần Dương và tôi cắt ngang thôi. Bây giờ Lữ Thuần Dương đã bị đánh bại, thì cũng đã đến lúc giải quyết chuyện của La Hầu. Thuần Quân và La Hầu, một người là kiếm linh, một kẻ là kiếm ma. Một thiện một ác, mỗi bên đều đại diện cho hai thái cực của kiếm. Bất luận ai chết, người sống sót sẽ trở thành người đứng đầu về kiếm đạo, chinh phục trăm binh và toàn bộ nhuệ khí trong lòng đều tan biến. Tôi bay lên giữa không trung, dùng thần niệm để tìm kiếm hơi thở của Thuần Quân, giơ tay triệu hồi, Thuần Quân sớm biến thành một thanh kiếm khổng lồ, ngay lập tức bay về phía tôi. Trên thân kiếm có những vết nứt, trên lưới kiếm có vô vàng khe hở, kiếm ý cũng không còn lại bao nhiêu, hào quang ảm đạm khá nhiều. Lần đầu tiên gặp Thuần Quân, cô ấy vẫn là bội kiếm của Yến Tháp. Ở vùng đất Miêu Cương, cô ấy hóa hình thành người, từ đó về sau đã trở thành đệ tử ma đạo. Kiếm là một thứ vô tình, nhưng Thuần Quân lại là người có tình có nghĩa, vì ma đạo vào sinh ra tử, lập được không ít chiến công. Bất luận là trận chiến tại vùng đất Miêu Cương, hay là cuộc chiến Quy Khư, đều không thể thiếu công lao của Thuần Quân. Trong trận chiến Quy Khư, cô ấy vì bảo vệ ma đạo mà tự bạo kiếm thể, tạo lên một thi ca vạn kiếp thiên hồng bi tráng. Tôi thu kiếm Côn Lôn Tuyết vào huyền quan, nắm chặt đôi kiếm Thuần Quân, chạm nhẹ vào thân kiềm tàn tạ của cô ấy, trong lòng vô cùng chua xót. Thuần Quân bị thương rất nghiêm trọng, nếu như tôi không đến kịp lúc, cô ấy nhất định sẽ bị kiếm La Hầu hủy hoại, từ đó trên đời này sẽ không còn kiếm linh nữa. May thay, tôi đã đến rồi, đã kịp thời ngăn chặn bi kịch xảy ra. Tôi truyền kiếm khí bổn nguyên hỗn độn vào kiếm thể của Thuần Quân, thần niệm của Thuần Quân ngay lập tức có chút phản ứng. Kiếm thể của Thuần Quân rõ ràng đang khôi phục rất nhanh chóng. Ánh sáng mờ nhạt, bắt đầu dần dần nhấp nháy. Đợi khi kiếm thể đã hoàn toàn khôi phục, một luồng sáng lóe lên, Thuần Quân lại lần nữa hóa thành người. Nhưng kiếm thể dù đã hồi phục, nhưng thần niệm của Thuần Quân vẫn tổn hại nghiêm trọng, linh hồn cần phải tu dưỡng một thời gian, sắc mặt của cô ấy trắng bệch, thật khiến người ta đau lòng. Tuy rằng nhìn cô ấy rất yếu ớt, nhưng hàng lông mày sắc bén mạnh mẽ vẫn còn. Thuần Quân giống hệt A Lê, luôn dễ dàng khiến tôi mềm lòng, vì tôi xem họ là người thân của tôi. Cảm ơn em, Thuần Quân, cảm ơn em đã hết lòng bảo vệ vợ của tôi. Tôi chân thành cảm kích cô ấy. Bảo vệ chủ mẫu là nhiệm vụ của mỗi người đệ tử ma đạo. Thuần Quân nói, tôi xoa đầu cô ấy, mặt Thuần Quân ửng đỏ lên, hơi quay người tránh né. Đạo tổ, Thuần Quân đã không còn là đứa trẻ nữa. Trong lòng tôi, em giống như A Lê, mãi mãi là một cô bé. Thuần Quân đã hóa thành hình người, La Hầu cũng đã hóa thành hình người, biến thành một người đàn ông trẻ tuổi khoác lên người bộ đồ đen. Tà khí lẫm liệt, ánh mắt sắc bén lóe lên, có thể nhìn ra được, ông ta rất muốn chạy thoát khỏi đây, nhưng mà nếu không có sự cho phép của tôi, thì ông ta làm gì có cơ hội đó. Trước đây, kiếm của tôi bị cấm, sau khi mở ra thái cổ kiếm vực tại trận quy khư, kiếm khí của tôi vượt quá 8.000 dặm. Sau khi tìm lại sức mạnh vận mệnh từ ma đạo tổ sư, bây giờ tôi dùng toàn lực rút kiếm ra, thực sự có thể phóng kiếm khí vượt xa khoảng cách 3.000 dặm. Chương 1195, Kiếm Chi Bổn Nguyên 2. Cho dù La Hầu có thể chặn đòn sát thương của tôi, nhưng ông ta đã bị thần niệm tôi khóa chặt mọi hành động, ông ta còn có thể chặn bao nhiêu nhát kiếm của tôi. Nhưng mà phải xử lý La Hầu như thế nào, tôi cần phải hỏi ý kiến của Thuần Quân. Kiếm linh và kiếm ma là hai luồng linh cảm sinh ra từ bổn nguyên của kiếm, một thiện một ác, cô ấy biết rõ cách xử trí La Hầu hơn tôi. Thuần Quân, em định làm thế nào đây? Tôi hỏi, La Hầu vốn là tai tinh, ma tính khó bỏ, nếu như đã thèm muốn sức mạnh bổn nguyên của tôi tất nhiên không thể tha cho ông ta. Nói xong, Thuần Quân dứt khoát ra tay xử lý đối phương. Kiếm thể Thuần Quân đã hồi phục như bình thường, mà La Hầu bị thương trong trận đấu vừa rồi, hiện giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy. Lúc giao chiến, thắng bại đã rõ, Thuần Quân tấn công vào huyệt thần đình giữa trán La Hầu, chỉ cần dùng một chút kiếm khí đã phá hủy huyền quan của La Hầu, phá hủy linh thức của ông ta, đến một tia tàn hồn mỏng manh cũng không giữ lại. Kiếm hồn là khó tiêu diệt nhất, sở dĩ Thuần Quân có thể sống sót qua kiếp nạn này, bởi vì chỉ mình kiếm hồn mới có thể tiêu diệt triệt để kiếm hồn. Bằng không, nhất định sẽ có tàn hồn men theo kiếm khí chạy thoát ra ngoài. Thuần Quân, ngươi không thể giết ta, ta và ngươi là hai nguồn linh cảm trong bổn nguyên của thanh kiếm, cùng tồn tại trên cõi đời này. Nếu ta bị tiêu diệt, ngươi sẽ không sống lâu được lâu. La Hầu nghiến răng nói. La Hầu nói đúng, từ xa xưa thiện và ác đã đối lập nhau, âm dương thịnh suy, nơi nào có bóng tối, nơi đó có ánh sáng. Nếu linh cảm tà ác thuộc chết đi, thì linh cảm chính nghĩa thuộc về Thuần Quân cũng sẽ dần dần chết đi. U Giã Tử đã rèn ra 7 thanh kiếm nổi tiếng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một thanh kiếm, chính vì uốn nắn quá tay, gây ra mất cân bằng giữa trời và đất. Ha ha, La Hầu, ngươi không biết Thái Cổ Nguyệt Thần có song diện thần tính hay sao? Thuần Quân cười lạnh xem thường nói, cái gì, lẽ nào ngươi muốn hấp thụ linh cảm tà ác của ta sao? Sắc mặt La Hầu trắng bệch run rẩy nói, kiếm vốn dĩ không nên phân biệt thiện ác, ngươi có biết ngươi làm như vậy, lỡ như thất bại, ngươi sẽ bị tiêu diệt chung với ta không? La Hầu hét to, biết được thì sao, chuyện gì nên làm thì ta vẫn sẽ làm. Nói xong, đầu ngón tay Thuần Quân đột nhiên xuất chiêu, một luồng kiếm khí trực tiếp xuyên qua huyền quan của La Hầu. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, dù tôi có muốn ngăn lại thì cũng không kịp. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, huyền quan của La Hầu đã bị vỡ tan thành, ý thức tâm linh của ông ta bị triệt tiêu, cơ thể tan rã thành sương mù đen lơ lửng giữa trời. Trong màn sương đen kia, có chứa sức mạnh bổn nguyên của kiếm, đồng thời cũng có linh cảm tà ác của kiếm. Thuần Quân đứng trong làn sương đen vô tận, âm thầm cảm nhận và hấp thụ mọi thứ thuộc về La Hầu. Màn sương đen ngăn cách thế giới bên ngoài, ngay cả tôi cũng không thể cảm nhận được sự thay đổi của Thuần Quân. Không biết trôi qua bao lâu, sương mù đen dần dần tan đi, Thuần Quân lại xuất hiện trước mặt tôi. Khuôn mặt đáng yêu hoạt bát của cô ấy hoàn toàn biến mất, nét mặt nghiêm nghị sắc lạnh, đôi mắt tỏa ra hắc quang, toàn thân tản ra một cỗ ma ý mơ hồ. Khí tức và thần niệm này rất giống lúc Kiêm Hà đã biến thành yêu quái trong điện vạn ma, đồng thời nó cũng hàm chứa sức mạnh giết chóc tàn ác của tử thần. Nhìn Thuần Quân bây giờ quá mức xa lạ, khiến tôi lặng người không dám tiến tới hỏi thăm. Lúc này, Thuần Quân xoay người lại và đi về phía tôi. Uy lực kiếm khí bóp méo không gian, đến ngay cả tôi cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Cô có phải là kiếm linh không? Tôi hỏi. Thuần Quân vẫn im lặng không nói gì, thấy thế, trái tim tôi trùng xuống, tôi hỏi lại, cô có phải là kiếm ma không? Ta không phải kiếm linh, cũng không phải kiếm ma, ta là kiếm chi bổn nguyên. Nghe thấy câu nói này ngay lập tức cả người tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Sau niết bàn lần thứ 9, Thùy Hỏa đã quên hết mọi thứ, không ngờ bây giờ Thuần Quân lại dẫm lên vết xe đổ của cô ấy. Thôi không sao, dù cô ấy không còn là đệ tử ma đạo nữa, cũng đỡ hơn chết rồi biến thành anh linh bị cờ chiêu hồn hấp thụ. Tôi xoay người chuẩn bị rời đi, chợt nghe phía sau Thuần Quân nói, thiên đường có, ma đạo quyết không đi. Đệ tử của ma đạo, vạn kiếp thiên hồng, chương 1196, Nguyên Duệ tỉnh lại. Thần cách của Lữ Thuần Dương bị phá hủy, gây tổn hại nặng nề cho quân đội của tộc kiếm thần, đồng thời đặt cái kết viên mãn cho trận chiến tranh giành Thái Cổ Thần Vương. Tộc kiếm thần có thể nghi ngờ thân phận của kẻ ngoại bang như tôi, nhưng họ không thể nghi ngờ kiếm của tôi, bởi vì trong trận chiến này, tôi đã quang minh chính đại đánh bại Lữ Thuần Dương bằng kiếm đạo. Sau đó, sức mạnh của Thuần Quân đã xua tan ý chí phản loạn còn sót lại của tộc kiếm thần tộc. Thuần Quân biến thành kiếm chi bổn nguyên, mang trong mình một sức mạnh kiếm khí đủ để khiến tộc Thái Cổ kiếm thần phải khiếp sợ. Sau khi trận chiến ở thành Thánh Thái Dương kết thúc, cô ấy trực tiếp đến thẳng tộc kiếm thần để tổ chức lại quân đội, giải tán kiếm các, ra lệnh cho các vị thần trở về tộc của mình, chiêu mộ tướng lĩnh, chỉ đợi Mộ Dung Nguyên Duệ tỉnh lại và thành lập đại quân Thái Cổ thần giới, hòng tuyên chiến trên thiên đạo. Sau trận chiến thành Thánh Thái Dương, biên giới phía Bắc đã phủ một lớp tuyết dày. Tuyết đã lạnh, thành anh hùng lại càng hoang vắng ảm đạm. Cái chết của các dũng sĩ khiến mọi người trong tộc chiến thần đều thương tiếc. Nếu không nhờ sự hy sinh của các dũng sĩ, hư ảnh ý chí của Thái Cổ chiến thần sẽ không thể hồi sinh, Mộ Dung Nguyên Duệ sẽ không còn cơ hội chờ tôi đến giải cứu. 5 bức tượng được dựng lên tại quảng trường điện chiến thần. Tôi đã chủ động tạc tượng anh hùng cho các dũng sĩ, rồi khắc 8 ký tự lên đó, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Điều này để tưởng nhớ sự hy sinh của Chiến Vô Phá, Chiến Vô Ngấn và các dũng sĩ khác, cảm ơn họ đã hết lòng bảo vệ Mộ Dung Nguyên Duệ. Sức mạnh được phong ấn trong tượng đài các anh hùng, chỉ cần ma đạo không bị tiêu diệt, tượng đài này có thể mãi mãi bảo vệ thành anh hùng và con dân của chiến thần. Tuy rằng tôi để lại 8 chữ này tại thành anh hùng, nhưng cũng không định nhúng tay vào việc của Thái Cổ thần giới. Cho dù nữ thần phục thù, nữ thần băng tuyết liên tục biểu đạt thành ý muốn gia nhập ma đạo, nhưng tôi cũng không có ý định thu nhận họ. Thái Cổ tam giới đại diện cho quá khứ của vũ trụ, còn ma đạo đại diện cho tương lai của vũ trụ. Quá khứ không thể thay đổi và tương lai không thể đoán trước được. Nếu ma đạo can thiệp quá sâu vào Thái Cổ thần giới, sợi dây vận mệnh sẽ khó mà gánh vác được hậu quả gây ra do bị nhân quả đáp trả. Mặc dù Mộ Dung Nguyên Duệ có danh phận là chủ mẫu của ma đạo, nhưng cô ấy không phải là đệ tử của ma đạo, khi đến thần giới cũng sẽ không truyền bá giáo lý của ma đạo. Vì vậy, dù cô ấy làm Thái Cổ thần vương cũng không can thiệp sâu vào sự tranh chấp giữa quá khứ và tương lai. Thành anh hùng, điện chiến thần, Nguyên Duệ vẫn mãi không chịu tỉnh lại, hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi. Sắc mặt cô ấy đã khôi phục lại bình thường, làn da trắng như tuyết vẫn còn bao phủ bởi lớp ánh sáng mờ nhạt, rất thần thánh và cao quý. Trong 7 ngày này, tôi hầu như luôn túc trực ở bên cạnh cô ấy không rời nửa bước. Hãy lắng nghe nhịp tim, hơi thở của cô ấy và lo lắng quan sát từng cử động của cơ thể cô ấy. Đời này tôi nợ Nguyên Duệ rất nhiều, tôi vốn tưởng rằng mối quan hệ của tôi và cô ấy sẽ không bao giờ có kết quả, ai biết được, vận mệnh đã trêu đùa con người, trước khi cô ấy trở thành vợ tôi, cô ấy đã trở thành mẹ của con tôi. Nghĩ đến tất cả những kỷ niệm trải qua cùng cô ấy ở Côn Lôn, tôi cảm giác đó chỉ như một giấc mơ. Chỉ khi nắm lấy cánh tay cô ấy, tôi mới có thể cảm nhận được cô ấy vẫn đang ở đây. Băng tuyết sẽ tan chảy và cây ngọc sẽ già đi. Chỉ có những cảm xúc khó quên sẽ ngày càng trở nên quý giá hơn theo thời gian. Nguyên Duệ có dung mạo đẹp tuyệt trần, khí chất của cô Tạ tiên tử, ngay khi đang chìm vào giấc ngủ sâu cũng đẹp đến nghẹt thở. Côn Lôn tiên tử thuần khiết một thời, tiền đạo tổ sư uy nghiêm và cao quý, Thái Cổ chiến thần oai phong lẫm liệt, giờ đây là chủ mẫu ma đạo, mẹ của con tôi. Tuyết rơi liên tục 7 ngày, tôi cũng trải qua 7 ngày ấm áp và bình yên bên cạnh Nguyên Duệ. Mặc dù tôi bằng lòng ở bên cạnh cô ấy mãi mãi, nhưng tôi biết tôi không thể ở lại thần giới lâu hơn được. Sau khi sử dụng sức mạnh vận mệnh đảo ngược thời gian và không gian, trong lòng tôi thường có những linh cảm không lành, cảm giác lạnh lẽo này khiến tôi thấp thỏm lo âu. Sức mạnh của vận mệnh là xiềng xích giam giữ con đường phát triển của thiên đạo. Tôi nghi ngờ linh cảm xấu này của tôi có lẽ có liên quan đến thiên đạo. Đáng tiếc ở thần giới tôi không thể cảm nhận được chính xác chuyện gì đang xảy ra với nhân gian, nên không biết nhân gian hiện tại đang đụng độ với cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng có. ngay cả cá côn ở Bắc Minh Hải cũng vì điều này mà xuất thế sớm hơn dự kiến. Ngày thứ 8, tuyết đã ngừng rơi. Mộ Dung Nguyên Duệ tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, mở mắt ra nhìn thấy tôi, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Vừa định ngồi dậy, cô ấy bỗng phát hiện quần áo của mình trông thật lộn xộn hớ hênh, liền vội vàng nằm xuống, dùng chăn che cổ áo đang hở của mình, ngượng ngùng nói Tạ Lan, anh ra ngoài trước đi. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng ngủ, đợi bên ngoài một lúc, Mộ Dung Nguyên Duệ mặc áo giáp màu bạc bước tới chỗ tôi. Bộ giáp vừa thân, tôn lên vẻ hiên ngang oai hùng, chỉ là không thể che giấu chỗ bụng tròn bên dưới, nhìn cô ấy trông giống một người mẹ hiền từ hơn, giảm đi vẻ uy nghiêm đáng sợ. Dù tuyết đã ngừng rơi nhưng thành anh hùng vẫn phủ đầy tuyết, giống như chúng tôi đang lạc vào một xứ sở tuyết. Tuyết dày quá, Mộ Dung Nguyên Duệ hét lớn, có cảm thấy quen thuộc không? Ừ, nhưng không bằng tuyết rơi ở Côn Lôn, chúng tôi đi dạo trong làn tuyết, đến quảng trường điện chiến thần. 5 bức tượng anh hùng quay lưng về chúng tôi, được dựng ngay phía trước. Tạ Lan, đó là cái gì? Nguyên Duệ hỏi, đó là anh hùng của tộc chiến thần. Tôi nói, nghe nói xong, Mộ Dung Nguyên đột nhiên giật mình bừng tỉnh. Sau đó, cảnh tượng bi thảm ở Thánh Thái Dương hiện lên trong tâm trí cô ấy. Sắc mặt của cô ấy lập tức tái nhợt, cô vừa mới tỉnh lại, còn chưa kịp nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, hiện giờ cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo. Đây là chiến vô phá, em nhớ rõ cậu ấy, chính cậu ấy đã khiêu chiến em vào ngày em mới đến thành anh hùng. Mộ Dung Nguyên Duệ vừa nói vừa quét tuyết rơi trên đầu gối của chiến vô phá. Đây là chiến vô ngấn, bạn của em, đất Bắc lạnh lẽo, cô ấy là ngọn lửa bất diệt của tộc chiến thần. Đây là chiến vô thương, thống lĩnh của quân đoàn mậu thổ, là một tấm khiên đáng tin cậy. Có cậu ấy ở tộc chiến thần, chúng em sẽ không bao giờ phải lo lắng bị kẻ địch tấn công. Cậu ấy thường nói, bước qua thi thể của tôi. Đây là chiến vô thâm, tính cách khá lạnh lùng, kiệm lời nữa. Đợi cô ấy giới thiệu hết tất cả chiến binh với tôi, Nguyên Duệ không thể kìm nén nỗi đau buồn trong lòng và bật khóc thút thít. Tôi kéo cô ấy vào lòng và ôm thật chặt. Tạ Lam, bọn họ đều đã chết, em còn sống sót, bọn họ đều đã chết. Anh biết mà, em không có cảm giác mình thuộc về tộc chiến thần. Từ bỏ tiên đạo đã làm em hối hận cả đời. Em không muốn nợ tộc chiến thần nữa. Nhưng bây giờ, em nợ họ còn nhiều hơn nợ tiên đạo, món nợ không trả nổi. Họ đã cứu em và con của chúng ta, Tạ Lan, họ xứng đáng được anh hành lễ quỳ bái. Được rồi, chúng ta cùng đi nhé. Tôi nói, trên trời hay dưới đất người có thể gánh được đại lễ của tôi không có bao nhiêu, nhưng dũng sĩ ngũ tộc trước mặt tôi hoàn toàn xứng đáng. Đáng tiếc bọn họ không phải là đệ tử ma đạo, sau khi chết thì ý chí anh linh cũng không lưu lại. Tôi nắm tay Nguyên Duệ và cúi chào hành lễ với họ. Sau đó tôi chỉ vào dòng chữ do chính tay mình tạc ra và nói, chỉ cần bức tượng này không sụp đổ, thì tộc chiến thần sẽ mãi là tộc của chúng ta. Một trong hai đứa con mà em sinh ra, nhất định sẽ ở lại thành anh hùng mãi mãi. Chương 1197, hai con thú nhỏ. 3 ngày sau, Mộ Dung Nguyên Duệ triệu tập chư thần đến họp ở thành anh hùng. Chư thần trong thái cổ thần giới, bao gồm cả hậu duệ của lôi thần, cũng được mời. Vấn đề lớn nhất trong cuộc họp lần này là thành lập đội quân thái cổ thần giới để phát động cuộc chiến trả thù thiên đạo. Tộc kiếm thần là người đầu tiên bày tỏ lập trường, chủ động phái 200 vạn binh tinh nhuệ ở kiếm các, nguyên lão của tàng kiếm cốc và những anh tài kiệt xuất của tộc kiếm thần tộc đều tham gia trận chiến. Nữ thần băng tuyết thay mặt vương quốc phong tuyết bày tỏ lập trường, tập hợp các con dân tộc tuyết thần và tộc phong thần, xung phong phái ra 300 vạn đội quân. Sau cái chết của thần Thái Dương, quân đội của thần Thái Dương sáp nhập vào tộc thần Quang Minh và được lãnh đạo bởi thần Quang Minh, phía họ đã tập hợp được 500 vạn đội quân. Sao thần Thái Dương và thần Quang Minh là thần mặt trời và thần ánh sáng. Hải thần và nữ thần tự nhiên một lần nữa hợp lực tham gia trận chiến với 200 vạn binh sĩ tinh nhuệ. Tàn quân của thần hoang dã, thần rừng rậm, mục thần và lạp thần đang đợi ở doanh trại của lạp thần, bất luận trước đây có mối thù không đội trời chung gì với tộc chiến thần, thì họ đều hiểu được đại cục. Sau khi hội nghị kết thúc, chư thần quyết định xây dựng một tòa vạn thần điện trên lạc tuyết bình nguyên nằm trung tâm vùng đất phía bắc của thái cổ thần giới, làm nền móng cho thái cổ thần vương cai trị thái cổ thần giới. Việc xây dựng vạn thần điện cũng đánh dấu sự khởi đầu chính thức cho việc Mộ Dung Nguyên Duệ tiếp quản toàn bộ thái cổ thần giới. Ngay lúc việc thi công vạn thần điện xong xuôi, cũng là thời điểm đội quân báo thù thiên đạo của thái cổ thần giới được thành lập, với tổng cộng có 3.000 vạn quân thần. Con số này vượt quá tổng quân số của ma giới và minh giới cộng lại, sức chiến đấu của họ không thể so sánh được. Trong nửa tháng qua, Mộ Dung Nguyên Duệ ngày đêm bận rộn giải quyết các vấn đề mâu thuẫn khác nhau trong thần giới. Trận chiến báo thù của thiên đạo không phải là chuyện nhỏ, chư thần đều phải duy trì sức chiến đấu tốt nhất, một khi thất bại, toàn bộ thần giới sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Mặc dù chư thần có tranh chấp, nhưng họ cũng chưa bao giờ nghi ngờ một điều, đó chính là không có cách nào tránh khỏi thiên kiếp, chỉ có thể chủ động ứng phó thiên đạo, phát động cuộc chiến báo thù. Thái cổ tam giới đại diện quá khứ của vũ trụ, và thiên đạo tượng trưng cho hiện tại. Từ góc độ này, mâu thuẫn giữa thiên đạo và thái cổ tam giới sẽ không bao giờ giải quyết được, vì vậy, chư thần không có cơ hội lựa chọn lảng tránh trận chiến này, ngay cả khi họ phải liều mạng vượt qua kiếp nạn chư thần hoàng hôn, họ cũng phải chiến đấu thiên đạo đến cùng. Hôm nay, việc tập kết quân đội ở thần giới đã hoàn tất, tôi cũng phải nói lời tạm biệt với Nguyên Duệ. Lẽ ra tôi nên rời đi từ lâu rồi, mối lo về nhân gian vẫn luôn như ngọn núi đè nặng trong lòng tôi. Chỉ là tình hình ở thần giới còn chưa ổn định, Nguyên Duệ lại đang mang thai, tôi sợ một mình cô ấy không đủ sức trấn áp chư thần của thái cổ thần giới. Bây giờ tình hình chung cũng xem như đã êm xuôi, có Thuần Quân ở lại thần giới, cũng giúp tôi yên tâm phần nào. Sao thế, anh không cùng em xuất trận sao? Nguyên Duệ khi biết tôi sắp rời đi, bèn hỏi, anh đã ở lại chỗ này quá lâu, anh lo nhân gian sẽ gặp chuyện phiền phức. Thiên đạo vẫn còn nằm trong nhân quả, việc giết anh ở vực trả hồn là đòn cuối cùng của thiên đạo rồi, trước khi hắn thoát khỏi nhân quả, nhân gian sẽ không xảy ra đại loạn. Nơi đang gặp nguy hiểm chính là vũ trụ hư không nằm ngoài ngân hà. Sở dĩ em vội xuất binh như vậy, thực ra là vì lo lắng đội quân của tử thần Thùy Hỏa sẽ không đủ sức chống đỡ vòng vây tứ phía của quân đội thiên đạo. Ôi, anh cũng biết Thùy Hỏa bây giờ đang rơi vào tình huống nguy hiểm. Nhưng mà, gần đây anh luôn có linh cảm, nhân gian sắp phải đối đầu với nguy cơ còn nghiêm trọng thái cổ tam giới rất nhiều. Tôi đã nói, tại sao anh lại đột nhiên bất an đến vậy? Nguyên Duệ hỏi, anh cũng không biết tại sao. Cảm giác này đột nhiên xuất hiện khi anh sử dụng sức mạnh của vận mệnh để đánh bại Lữ Thuần Dương. Cái gì? Anh đã sử dụng sức mạnh của vận mệnh? Nguyên Duệ ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy, anh biết sức mạnh vận mệnh là dùng để đối phó thiên đạo, nhưng tình hình lúc đó anh không có lựa chọn nào khác. Để cứu em, anh dùng gần hết sức mạnh sinh mệnh, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Lữ Thuần Dương, cho nên anh chỉ đành sử dụng sức mạnh của vận mệnh, chỉ khi đảo ngược thời gian và không gian, chúng ta mới có cơ hội đánh bại ông ta. Em hiểu rồi, Tạ Lan, e là nguy cơ mà nhân gian sắp phải đối mặt còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng nữa đó. Nguyên Duệ nghiêm túc nói, nghiêm trọng đến mức nào? Tôi hỏi, mỗi khi sức mạnh vận mệnh giảm đi một chút, thì sức mạnh của thiên đạo sẽ được tăng thêm một chút. Nếu vì anh sử dụng sức mạnh của vận mệnh mà thiên đạo thoát khỏi xiềng xích sớm hơn dự kiến, thì nhân gian gặp phải thảm họa diệt vong. Nghe đến đây, tôi sững sờ và cảm thấy áy náy vô cùng. Thực ra lúc đó tôi đã nhận thức được điều này nhưng đáng tiếc tôi không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ chỉ mong nữ đế và cá côn có thể kiểm soát được thiên đạo trước khi hắn ta phục hồi được hoàn toàn sức mạnh, không để hắn thoát khỏi kiếp nạn nhân quả sớm hơn dự kiến. Bằng không, trước khi thái cổ thần ma tiến quân đến biên giới ngân hà, nhân gian đã thiên đạo hủy diệt rồi. Nói xong, Nguyên Duệ bắt đầu kích hoạt trận tiên thiên ngũ hành để mở cho tôi một con đường đến thẳng nhân gian. Vốn dĩ tôi định tự mình ngự kiếm trở về, Nguyên Duệ sắp sinh con, khí huyết yếu ớt hỗn loạn, tôi không dám để cô ấy hao tổn thần niệm. Bây giờ nghe cô ấy nhắc nhở, tôi mới hiểu tình hình ở nhân gian thực sự nghiêm trọng đến mức nào. Lần này Nguyên Duệ bố trí trận pháp mất khá nhiều thời gian, khi trận pháp đã xong, thông đạo không gian mở ra, sắc mặt của cô ấy đột nhiên tái nhợt hẳn đi. Thấy tôi lo lắng không yên, Nguyên Duệ nói, đừng lo cho em, là hai đứa con đang đạp thôi. Anh yên tâm, không có gì nghiêm trọng cả, con của chúng ta mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều, hỗn độn thần nhãn của em cũng do hai đứa tặng cho mà. Tôi đã nghe Nguyên Duệ kể chuyện này. Hỗn độn thần nhãn của cô ấy là do sức mạnh của U Huỳnh và Trúc Chiêu tạo ra, mà cái này có liên quan đến hai đứa trẻ trong bụng cô ấy. Còn bao lâu nữa thì sinh? Tôi hỏi, ai biết được chứ, thai nhi người phàm sinh con vào tháng thứ 9, hai đứa đều không phải người phàm. Ai biết hai đứa sẽ giày vò em đến bao giờ nữa? Than ôi, điều em lo lắng bây giờ không phải chuyện lúc lâm bồn, mà là không biết em có sinh ra hai con thú nhỏ hay không. Nguyên Duệ thở dài nói, làm sao có thể chứ? Con là do huyết khí của chúng ta dung hòa kết tinh thành, em và anh đều là người nhân tộc, thì hai đứa tất nhiên cũng là người rồi. Tôi nói, cũng không chắc đâu, anh đừng quên, U Huỳnh và Trúc Chiêu đều là thánh thú hỗn độn. Mặc dù hai đứa con trong bụng em là kết tinh nhờ giao hợp huyết thống của đôi ta, nhưng hai đứa nó cũng mang dấu ấn linh hồn do nghi thức truyền tới. Nhưng, em không quan tâm đến những điều đó, chỉ cần hai đứa sinh ra từ bụng em, thì đó là con của em là mẹ của chúng. Nguyên Duệ nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài, đó là lẽ dĩ nhiên thôi. Ha ha, anh thật không hổ danh là ma đạo tổ sư. Nguyên Duệ ho khan hai tiếng, hí mắt mỉm cười nói. Thấy Nguyên Duệ trêu chọc mình, tôi cũng cười lớn theo, rồi bước một bước nhảy vào trận pháp. Chương 1198, Nguy cơ của tử thần 1. Hư không vũ trụ, những biến đổi của thái cổ thần giới, cao nhân trong hư không đều cảm nhận được. Thùy Hỏa cũng có hệ thống thông tin của riêng mình, về việc ma đạo tổ sư hiện thân ở thần giới, giúp Mộ Dung Nguyên Duệ lên ngôi thái cổ thần vương cũng đều nắm rõ một hai. Đồng lúc đó Kiêm Hà cũng biết được việc Mộ Dung Nguyên Duệ thống nhất thần giới. Khi cô rời khỏi quy khư, Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn chưa có danh phận ma đạo chủ mẫu, lần này biết được Mộ Dung Nguyên Duệ đã là ma đạo chủ mẫu, trong lòng cô cảm khái muôn phần. Băng Xương Bảo Lũy, Vương Tọa Tử Thần, Tử Linh chủ mẫu đang thuyết phục Thùy Hỏa tạm thời quay trở lại minh giới, tạm thời tránh sự tấn công của thiên đạo. Trong khoảng thời gian Mộ Dung Nguyên Thụy phát động trận chiến chư thần, đại quân tử thần đã bị hư không ác ma lĩnh chủ tấn công điên cuồng, tổn thất nặng nề, nguy cơ lớn nhất đến từ sự tham chiến của đại quân Nguyên Cổ Tiên Dân. Nguyên Cổ Tiên Dân là loài người hư không tồn tại cùng thời kỳ với tam giới thái cổ, họ sống ở sâu trong hư không vũ trụ, trải rộng trên vô số hành tinh vị diện thế giới, sinh sôi phát triển. Đối với nhân gian mà nói, có hai đại diện xuất sắc của Nguyên Cổ Tiên Dân, chính là Hồng Vân Lão Tổ và Minh Hà Lão Tổ. Ngoài ra, đạo tàng còn ghi chép lại tên của một số vị thần có nguồn gốc từ Nguyên Cổ Tiên Dân như Minh Lão Tổ, Kim Cang, Đế Thích Thiên, Ác Ma Chi Chủ, Tu La Vương, Thiên Tôn, Bát Kỳ, Tứ Đại Ác Thần. Những vị cổ thần đã từng đến tam giới nhân gian, để lại một số truyền thuyết liên quan đến Nguyên Cổ Tiên Dân, tuy nhiên lại không phải ở Hoa Hạ Cửu Châu, sức ảnh hưởng kém xa so với các vị thần thượng cổ và cả tam đạo của đạo môn sau này. Thế nhưng điều này không có nghĩa là sức mạnh của họ không bằng cổ thần hồng hoang, nguyên nhân chính là do toàn bộ tam giới nhân gian đều bị thiên đạo cùng vận mệnh nhắm đến cùng một lúc, căn bản là không còn chỗ để họ nhúng tay vào. Hồng Vân và Minh Hà không thể cạnh tranh lại với Phục Hy Đại Đế, mà sau khi thiên đạo tiếp quản hệ thống thần vị ở thiên đình, lại càng không để lại một chút không gian nào cho thần linh của Nguyên Cổ Tiên Dân. Đối với Nguyên Cổ Tiên Dân mà nói, nhân gian là tịnh thổ mà họ khao khát nhưng không thể chạm tới được. Lần này thiên đạo dự định diệt thế, lời hứa tốt nhất đưa ra cho Nguyên Cổ Tiên Dân là cho phép Nguyên Cổ Tiên Dân vào nhân gian sau khi ông ta diệt thế. Hệ thống tu luyện của Nguyên Cổ Tiên Dân rất huyền bí và phức tạp, bao gồm cả linh cảm được rút ra từ lực hỗn độn nguyên sơ của hư không vũ trụ, cũng như những thần lực bí ẩn từ sát khí của vũ trụ, có chính có tà, có dương thần cũng có âm thần. Băng Xương Bảo Lũy của Thùy Hỏa vẫn luôn ngồi vững, lần này vì để nhằm vào cô ấy, đại quân của Nguyên Cổ Tiên Dân đã phái hai quân đoàn là quân đoàn Tu La của Tu La Vương và quân đoàn Tà Sát của Tứ Đại Ác Thần, được thiết kế đặc biệt để trấn áp tử linh. Tộc Tu La là khắc tinh của vong linh, họ không bị ăn mòn bởi oán khí, cũng không chịu sự tẩy phạt của âm khí. Điều quan trọng nhất là, tộc Tu La có thể phân biệt âm hồn, tất cả oán hận của vong linh đều trở nên vô hình trước mặt tộc Tu La, đây là thiên phú từ khi sinh ra của họ. Tộc Tu La sử dụng các đòn tấn công cận chiến vật lý, đao binh chuốt sáng, có thể khắc chế một cách hoàn hảo đại quân oán linh dưới trướng Thùy Hỏa, trực tiếp bỏ qua quân đoàn quỷ khấp, sát thương mà quân đoàn Hàn Băng xạ thủ gây ra cũng vô cùng hạn chế. Trong số 4 kỵ sĩ tử thần, chỉ có quân đoàn chiến tranh khô lâu của kỵ sĩ chiến tranh mới có thể xung đột trực diện với quân đoàn Tu La, ba quân đoàn tai hoang, ôn dịch và tử vong không thể đối đầu trực diện. Trong đại quân hành thi, cũng chỉ có quân đoàn huyết nhục khôi lỗi của Bất Hủ Thi Vương trưởng quản mới đủ sức đối đầu. Nếu nói quân đoàn Tu La là mối đe dọa lớn nhất đối với đại quân tử thần, vậy thì Tứ Đại Ác Thần chính là khắc chế bổn tôn tử thần. Thân là tử thần của thái cổ minh giới, bản lĩnh lớn nhất của Thùy Hỏa là ngưng tụ hồn năng, linh hồn chi hỏa, hồn năng bạo phát và thậm chí cơ thể bất tử của tử thần cũng không thể tách rời khỏi hồn năng. Mà thần thông mạnh mẽ nhất của Tứ Đại Ác Thần chính là biến tất cả hồn năng thành sát khí, xóa bỏ tất thảy ý chí anh linh. Sở dĩ Thùy Hỏa có thể bất khả chiến bại trong hư không vũ trụ chỉ với một băng xương bảo lũy, cũng là vì cô dựa vào hồn năng để áp chế mọi áp lực, một khi mất đi hồn năng, chiến lực của cô sẽ suy yếu đi rất nhiều. Chương 1199, Nguy cơ của tử thần 2. Nếu tử thần mất đi sức mạnh, chỉ bằng một đại quân tử thần thì không thể giữ vững được băng xương bảo lũy. Trong thời gian qua, băng xương bảo lũy đã phải hứng chịu quá nhiều lần tôi luyện của chiến tranh, không biết đã bao lần dẹp tan cuộc tấn công từ thâm nguyên ác ma và tinh không cự thú. Đại quân tử thần cũng từ đại quân ngàn vạn giảm xuống còn 600 vạn người. Trong số đó, 12 mộ huyệt lĩnh chủ dưới trướng Bất Hủ Thi Vương đã bỏ mạng hết 3 người, kỵ sĩ tai hoang trong tử thần tứ kỵ sĩ chỉ còn là một tia tàn hồn. Những tổn thất này vẫn có thể chấp nhận được, chỉ cần Thùy Hỏa không ngã xuống. Nhưng bây giờ, Tu La Vương cùng Tức Cực Sát Thần đã tham chiến, trong tình huống thần giới và ma giới không ai xuất binh, băng xương bảo lũy nếu phản ứng dù chỉ sai một chút cũng đều dẫn đến họa diệt thân, và lại nếu có thể đẩy lùi được cuộc tấn công của họ, thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Vì vậy, sau khi nhận được tin xuất quân của Tu La Vương cùng Tứ Đại Ác Thần, Oán Linh chủ mẫu đã đến gặp Thùy Hỏa ngay lập tức, hy vọng Thùy Hỏa sẽ thay đổi ý định, trước tiên để băng xương bảo lũy lui về minh giới, tập hợp, điều chỉnh lại lực lượng rồi mới cùng thần giới, ma giới cùng tiến lùi. Thùy Hỏa ngồi trên băng phong vương tọa, lông mày cụp xuống, để mặc cho gió tuyết rơi khắp người. Sau khi Oán Linh Chủ Mẫu báo cáo xong, bà khiêm tốn đứng dưới chờ chỉ thị, cũng phải đợi rất lâu. Đôi khi im lặng cũng là một thái độ, ngay lúc Oán Linh Chủ Mẫu cho rằng tử thần đã từ chối lời đề nghị của bà, chuẩn bị cáo từ và rời đi, thì Thùy Hỏa lên tiếng. Ta không bao giờ lùi bước, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lại mang sức mạnh không thể nghi ngờ. Nhưng, Oán Linh Chủ Mẫu muốn nói rằng bà càng lo lắng cho sự an nguy của bản thân Thùy Hỏa hơn, bởi vì tứ đại ác thần có quyền năng phong cấm tử thần ở minh giới, nhưng Thùy Hỏa lại không để bà nói hết lời mà trực tiếp ngắt ngang lời bà. Không có nhưng, hôm nay có thể rút lui, thiên đạo ra tay thì ra chúng ta sẽ rút lui đến đâu. Thùy Hỏa đáp, tử thần bệ hạ, ma giới từ khi huyễn ma chi chủ đem theo đại quân của mình trở về ma giới tập hợp lực lượng, mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Thần giới vừa chọn ra được Thái Cổ Thần Vương cách đây không lâu, trong lúc nhất thời không thể phái quân đến hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này, minh giới chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực, cũng đã làm rất nhiều việc. Ta biết trong lòng các ngươi có oán niệm với ma giới cùng thần giới. Điều ta muốn nói với các ngươi là, dù là thần giới hay ma giới, bọn họ đều là những đồng minh đáng tin cậy của chúng ta. Mọi việc chúng ta làm hôm nay, đều sẽ nhận được sự báo đáp tương xứng trong tương lai sau này. Huyễn ma chi chủ cùng bệ hạ tình chị em thắm thiết, còn Thái Cổ Thần Vương mới kia, Thái Cổ Chiến Thần, có xứng để chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình để tranh thủ thời gian cho nàng ta sao? Oán Linh Chủ Mẫu hỏi. Đáng giá, Thùy Hỏa đáp, ta biết bệ hạ đến từ nhân gian, Thái Cổ Chiến Thần cũng vậy, không biết bệ hạ hiểu biết bao nhiêu về Thái Cổ Chiến Thần. Oán Linh Chủ Mẫu lại hỏi, ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết mỗi một đệ tử ma đạo đều đáng tin cậy. Lẽ nào Chiến Thần cũng là đệ tử ma đạo sao? Oán Linh Chủ Mẫu kinh ngạc hỏi, thân là người thân thiết nhất bên cạnh Thùy Hỏa, Kiêm Hà từng nói với Oán Linh Chủ Mẫu nhiều chuyện ở nhân gian, thậm chí là cả lai lịch của tử thần. Cô muốn nhờ sự giúp đỡ của Oán Linh Chủ Mẫu để cố gắng đánh thức Thùy Hỏa. Tuy nhiên, Thùy Hỏa lần này hoàn toàn quên hết tất thảy, Kiêm Hà dù cố gắng thế nào, cô ấy cũng vẫn thờ ơ, không quan tâm. Cô ấy không phải đệ tử ma đạo, cô ấy là ma đạo chủ mẫu. Khi nói lời này, Thùy Hỏa ngẩng đầu, trong mắt cháy lên ngọn lửa đen. Với tư cách là chủ của minh giới, những gì xảy ra trong tam giới thái cổ, chỉ cần Thùy Hỏa có lòng muốn biết thì không thể thoát khỏi tai mắt của cô, vì vậy cô biết về sự thay đổi danh phận của Nguyên Duệ, biết rằng cô ấy đã hoàn toàn thay thế mình lên làm chủ mẫu. Sau khi biết tin này, lòng cô càng lạnh lẽo hơn. Chương 1200, kẻ địch của thiên đạo 1. Khi Thùy Hỏa không chịu rút quân, Oán Linh Chủ Mẫu thở dài trong lòng một hơi, không cố gắng thuyết phục nữa. Trong thời gian qua, dù băng xương bảo lũy từng trải qua sự tàn sát của hư không lĩnh chủ và thâm uyên ác ma, nhưng tất cả các sự khủng hoảng cộng lại cũng đều không bằng hai quân đoàn của đại quân Thái Cổ Tiên Dân lần này. Hư không lĩnh chủ và thâm uyên ác ma chỉ có thể coi như tay sai của thiên đạo, đại quân Thái Cổ Tiên Dân mới là bệ đỡ thực sự của thiên đạo. Quân đoàn Tu La và quân đoàn Tà Sát chỉ là hai phân nhánh của đại quân Thái Cổ Tiên Dân, trong toàn bộ đại quân Thái Cổ Tiên có được chiến lược tương tự như vậy vẫn còn hơn 10 nhánh, nếu triển khai toàn bộ sức mạnh, tuyệt đối đạt đến sức mạnh có thể hủy diệt tam giới Thái Cổ. Tuy nhiên, kẻ thù của thiên đạo ngày hôm nay đã không chỉ là tam giới Thái Cổ nữa, mà còn có cả toàn bộ nhân gian và vận mệnh, ông ta chắc hẳn sẽ không dồn toàn bộ lực lượng chỉ để chống lại tam giới Thái Cổ. Trong số đó, vận mệnh chính là kẻ thù lớn nhất của thiên đạo. Quỹ đạo vận mệnh của hai đời ma đạo tổ sư đã giăng ra một xiềng xích vận mệnh đủ lớn cho thiên đạo. Tam giới ở nhân gian không còn như xưa nữa, mức độ uy hiếp đến thiên đạo cũng không kém vận mệnh là bao, bởi vì lòng người đã vượt kiểm soát. Lòng dân muốn thế nào, ắt thiên đạo phải chiều theo. Ý định ban đầu của thiên đạo khi xây dựng hệ thống tu luyện đạo môn chính là muốn chiêu mộ tất cả anh tài trong lục đạo nhân gian, ai biết được sự nổi lên của ma đạo lại phá vỡ kế hoạch của ông ta. Với thiên phú chấn động tam giới của ma đạo tổ sư, là người đầu tiên đột phá ra khỏi hệ thống tu luyện đạo môn, mở ra một cánh cửa mới cho việc tu hành cho các đệ tử ma đạo. Ngoại trừ những đệ tử ma đạo nhân tộc còn dựa vào hệ thống tu hành đạo môn được xây dựng bởi thiên đạo ra, thì vong hồn, yêu tộc, tinh quái và các loài khác đều không nằm trong hệ thống tu hành đạo môn, bọn họ hoặc là tu hành theo khí ngũ hành, hoặc là tu theo sức mạnh huyết mạch, bản năng nguyên thủy. Vô vàn cách tu luyện khác nhau, đủ để cạnh tranh với hệ thống tu luyện của đạo môn. Trong việc tu hành theo tiên thiên ngũ hành, đại diện nổi bật nhất chính là thiên địa giao tranh M dương lưỡng đoạn đao của Phá Quân. Thiên địa giao tranh M dương lưỡng đoạn đao có thể dưới tình trạng không sử dụng sức mạnh pháp tắc đại đạo, đem uy lực sát phạt của khí canh kim phát huy đến cực điểm. Trong giai đoạn sau của Phá Quân, gần như hoàn toàn loại bỏ pháp tắc đại đạo, sách đao xuống MT, một nhát chém đôi sông vong xuyên, sức mạnh hủy diệt phô diễn ra không liên quan gì đến pháp tắc đại đạo. Trong tu hành theo bản năng nguyên thủy của yêu tộc, đại diện nổi bật nhất chính là Bạch Vô Nhai. Lưu Phong Thiên Tôn mặc dù lực chiến vô song, nhưng lại đi theo con đường giống như Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn, chỉ có Bạch Vô Nhai là cao thủ tu hành theo bản năng nguyên thủy của yêu tộc. Dựa vào bản năng giết chóc, Bạch Vô Nhai đã nắm vững đại đạo sát phạt của riêng mình, sau đó lại được tích hợp hoàn hảo với pháp tắc sát đạo của nửa kia Lâm Thanh Thủy, cùng nhau đột phá ra khỏi hệ thống tu luyện đạo môn. Đại diện xuất sắc trong tu hành theo vong hồn là Bắc Minh Tú, tuy Thùy Hỏa cũng là âm linh đắc đạo nhưng tu vi của cô đột phá cũng không tách khỏi được sự giúp sức của Phá Quân, phải đến khi cô thức tỉnh được vận mệnh tử thần của Thái Cổ Minh giới, mới thực sự vượt khỏi hệ thống tu hành của đạo môn. Bắc Minh Tú khi còn sống tu đạo, sau khi chết lại từ bỏ một thân tu vi, đổi theo tu quỷ đạo, sau lại được Em Sơn Lão Tổ chỉ điểm, có được truyền thừa của kinh người chết. Quỷ đạo thực chất cũng thuộc một loại hệ thống tu hành của đạo môn, tất cả các quỷ tướng trong MT cũng là tu quỷ đạo. Bắc Minh Tú thoát khỏi hệ thống tu luyện đạo môn là chuyện sau khi ông ấy đã đột phá thăng tiến thiên tôn, với quỷ kiếm đại thành viên mãn đã thay thế hoàn toàn pháp tắc quỷ đạo, thoát khỏi hệ thống tu hành đạo môn. Dù là Bạch Vô Nhai, Bắc Minh Tú, Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn, hay thậm chí là Cửu U Nữ Đế, đến cuối cùng đều có thể đột phá khỏi hệ thống tu hành đạo môn, tất thảy cũng liên quan đến ma đạo tổ sư, không có ông ấy ở trước chỉ dẫn phương hướng thì dù họ có thăng tiến lên đạo tổ, cũng khó mà từ độn khứ đích nhất nhìn lén được thiên cơ của lực hỗn độn nguyên sơ, từ đó mới nhảy khỏi hệ thống tu hành đạo môn. Ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, nhưng thực chất là đang tranh giành đệ tử với thiên đạo. Chương 1201, kẻ địch của thiên đạo 2. Chính là bởi vì phần lớn tu hành của đệ tử ma đạo đều nằm ngoài hệ thống của đạo môn, cho nên thiên đạo mới mất đi sự khống chế đối với ma đạo. Ông ta có thể tùy ý nắm bắt nhịp đập số phận của nhân đạo và tiên đạo, nhưng lại không thể kiểm soát vận mệnh của ma đạo. Được ma đạo tổ sư soi sáng dẫn đường cho tất cả chúng sinh, dần dần nhân đạo, tiên đạo, thậm chí là cả MT cũng bắt đầu đặt nghi ngờ về động cơ của thiên đạo, điều khiến họ nghi ngờ nhất là trận chiến phong thần và cuộc tranh đấu trên bàn cơ. Trận phong thần của 3.000 năm trước là nỗi đau mà tam giới không thể chịu đựng được. Đạo môn tam đạo và MT cũng đều phải trả cái giá là thương vong trăm ngàn người, không biết có bao nhiêu đạo môn bị tiêu diệt, thiên tôn chết như ngả dạ. Trận phong thần của hôm nay lại sắp bắt đầu, trận chiến không kết thúc thì tai họa vẫn luôn còn, cây muốn ngừng nhưng gió chẳng lặng. Khi ngày càng có nhiều người thoát khỏi hệ thống tu hành đạo môn, thì ngày càng nhiều người chất vấn thiên đạo. Cuối cùng cũng nhìn rõ được bản chất của thiên đạo bất nhân coi vạn vật như cỏ rác. Thiên đạo chỉ có thể lừa gạt chúng sinh nhất thời, nhưng lòng người mãi mãi không thể bị che mắt được. Muốn mãi mãi khống chế được lòng người thì trừ khi thiên đạo trở thành chủ nhân duy nhất của vũ trụ này. Thiên đạo đồng thời phải khai chiến với nhân gian, vận mệnh và tam giới thái cổ, nếu thắng cả ba trận chiến thì mới có thể trở thành chủ nhân vĩnh hằng duy nhất của vũ trụ. Từ nay trở đi không còn bị thời gian, không gian, vận mệnh, sức mạnh nhân quả tác động, vạn vật đều theo một ý nghĩ sống, chết của thiên đạo mà phát triển. Trong số ba kẻ thù lớn của thiên đạo, nhân gian và vận mệnh luôn song hành, bổ sung cho nhau, trở thành hai mối đe dọa lớn đối với thiên đạo, trong khi mối đe dọa từ Thái Cổ Thần Ma thì đã suy yếu một chút. Nguyên nhân là do, Thái Cổ Thần Ma ngày nay đều được tái sinh sau khi tam giới bị hủy diệt, sức mạnh kém xa so với thời kỳ trước đây. Thế nhưng, dù là như vậy, tam giới Thái Cổ vẫn cho thấy sức chiến đấu mạnh mẽ không thể dễ dàng khinh địch. Hư không lĩnh chủ, tinh không cự thú, thâm nguyên ác ma căn bản không phải là đối thủ, ngay cả băng xương bảo lũy của tử thần cũng mãi vẫn chưa thể công hạ. Vì vậy, lần này thiên đạo phải tách hai quân đoàn hùng mạnh ra khỏi đại quân Thái Cổ Tiên Dân để tham chiến. Về phần chủ lực thực sự của đại quân Thái Cổ Tiên Dân, mục tiêu của họ vẫn là vận mệnh và nhân gian. Vận mệnh thần bí khó lường, là thiên địch của thiên đạo. Nhân gian cao thủ cùng nhau xuất thế, quy khư ma đạo lại không thể lay chuyển, Cửu U Nữ Đế đã hoàn toàn khống chế được lực lục đạo luân hồi, cũng xứng để thiên đạo cẩn thận xử trí. Điều quan trọng nhất là, nhân gian vẫn còn một con côn. Bắc Minh có một con cá, nó tên là Côn. Năm đó chính sự ra đời của Côn đã kéo thiên đạo vào kiếp nạn nhân quả rồi bị nuốt chửng, đến nay vẫn chưa thoát ra được. Côn là nhân quả của thiên đạo, đồng thời nó cũng có sức mạnh chống lại thiên đạo. Thiên đạo đã từng bất lực trước ma đạo, chính bởi vì không thể can thiệp vào nhân quả của nhân gian, cũng không muốn vì nguyên tội sát sinh mà mất đi thọ nguyên, chứ không phải hoàn toàn không thể làm gì ma đạo. Mà Côn chính là sự tồn tại mà thiên đạo vừa sợ hãi lại vừa phải nhún nhường. Lực chiến của Côn cũng không thể đo lường được giống như biển Bắc Minh. Tinh không cự thú có thể dễ dàng đạt tới mấy trăm ngàn trượng, so với Côn mà nói thì vẫn chỉ là sâu bọ. Côn lớn, không biết dài bao nhiêu chục ngàn dặm. Việc lớn được đề cập ở đây chỉ đề cập đến mặt cực dương của Côn. Côn đồng thời tồn tại trong cả hai thế giới âm dương, kích thước thực sự của bổn thể, nào chỉ có chục ngàn dặm. Có thể tưởng tượng, một khi côn hóa bằng bay từ biển Bắc Hải lên trời, pháp tắc thiên đạo sẽ phải vì nó mà viết lại chương mới. Chính vì thiên đạo e dè trước côn, nên mới mãi vẫn không cưỡng chế thoát thân khỏi kiếp nhạn nhân quả. Chương 1202, Tự Khúc Phong Linh. Sau khi quân đoàn Tu La và quân đoàn Tà Sát được phái đi, hư không lĩnh chủ cùng tay sai của chúng ngay lập tức bị giảm đi rất nhiều, không thể ngăn chặn cuộc tấn công trên quy mô lớn được nữa. Hấp thụ hồn năng và oán niệm tử vong có thể tăng nhanh lực chiến của tử thần, nếu không phải do binh lực có hạn, không thể chịu đựng được tổn thất, đại quân tử thần sẽ tiếp tục gia tăng không giới hạn trong các cuộc chiến đấu với hư không lĩnh chủ, cuối cùng lật ngược thế cờ, biến băng xương bảo lũy trở thành một pháo đài vững chắc không thể lay chuyển. Đại quân tử thần càng trở nên mạnh mẽ, thì đòn tấn công của hư không lĩnh chủ và thâm uyên ác ma lại càng như vết mũi đốt, buộc thiên đạo phải điều động đội quân tinh nhuệ của mình. Hư không vũ trụ không phân định ngày và đêm, sự trôi đi của thời gian cũng không thể cảm nhận được. Thùy Hỏa ngồi một mình đơn độc trên băng phong bảo tọa, lắng nghe tiếng vó ngựa của kỵ sĩ tử vong ở phía dưới, tiếng hát ai oán của nữ yêu, nhìn bông hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, từng bông một. Cô từ chối lời đề nghị của Oán Linh Chủ Mẫu, tuy đại quân tử thần sẽ không chất vấn cô và cũng không ai dám chất vấn cô, nhưng cô cũng phải làm điều gì đó. Kẻ bị lãng quên là sinh vật đáng thương nhất, họ không bao giờ có thể cảm nhận được hơi ấm, thứ bầu bạn với họ là cái chết cùng sự cô tịch vĩnh hằng. Cho dù họ là những nữ yêu than khóc suốt ngày, hay những chiến sĩ khô lâu bò ra từ đống xương cốt tan thành vô số mảnh, hay những xác chết biết đi đã trải qua vô số năm cằn cỗi trong mộ huyệt, họ đều là những tâm hồn cô độc nhất. Điều đáng buồn nhất là dù họ có cô đơn đến đâu, cần sự an ủi về mặt tinh thần đến mức nào, thì họ cũng không bao giờ có được, bởi do họ đã chết rồi. Không thể nếm được vị ngọt của thức ăn, không có sự giao tiếp và cộng hưởng cảm xúc. Ngọn lửa linh hồn của họ chỉ để chứng minh rằng họ vẫn còn sống, nhưng lại không biết sống tiếp vì điều gì. Một linh hồn tê dại, một xác chết cứng đờ biết đi. Cũng giống như lời tiên tri về tử thần, chúng ta đã quên đi những gì khi còn sống, cũng bị tất thảy mọi thứ quên lãng, nhưng chúng ta vẫn còn sống. Một vong hồn cô đơn chưa thể tồn tại được bao lâu, thì đã bị sự cô đơn và tiếc nuối giết chết. Tuy nhiên, khi ngàn vạn vong hồn thống khổ tụ lại cùng nhau, xây dựng một vương quốc bị lãng quên, thì linh hồn của họ sẽ cộng hưởng với nhau mà bình tĩnh lại. Sự cứu rỗi lớn nhất mà tử thần ban tặng cho những sinh vật trong minh giới chính là thành lập một vương quốc bị lãng quên, trao cho họ dũng khí để sống như những sinh linh khác. Thái cổ minh giới không thể không có tử thần, bởi tử thần chính là niềm tin sống của tất cả những người bị lãng quên. Từ góc nhìn này, tử thần không những không phải là người vô tình, mà ngược lại, trong 3000 thái cổ thần ma, tử thần là nhân từ nhất. Thùy Hỏa sát phạt vô song, nhưng tôi biết rõ nhất sự dịu dàng trong trái tim của cô ấy. Trong vô thức, Thùy Hỏa không biết mình đã ngồi trên băng phong bảo tỏa bao lâu, chiến giáp tử thần của cô phủ đầy tuyết bay, đôi mắt nhắm chặt và hàng mi dài cũng bị bao phủ bởi một tầng bông tuyết. Đột nhiên, Thùy Hỏa mở mắt ra, ngọn lửa đen trong mắt bắt đầu bùng cháy điên cuồng, đứng dậy, rời khỏi ngai báu, lơ lửng trên không trung, lưỡi hái tử thần thành hình trên tay cô. Thùy Hỏa nhìn về nơi nào đó trong hư không, ngọn lửa đen cháy càng lúc càng dữ dội, sát ý trên người càng ngày nồng đậm. Khi tử thần bộc lộ sát ý, tất cả các sinh vật tử linh trong băng xương bảo lũy đều có thể cảm nhận được. Oán linh nữ yêu ngừng hát, hành thi cùng khô lâu đều ngẩng đầu lên. Sau khi cảm nhận được sát khí của tử thần, họ chờ đợi sự triệu tập, lần lượt lao vào những trận chiến sinh tử. Sát ý lần này của tử thần dày đặc hơn bao giờ hết, điều đó có nghĩa là kẻ thù xâm lược rất mạnh mẽ và nguy hiểm. Thế nhưng chờ đợi trong một thời gian dài, họ vẫn không nhận được mệnh lệnh nào từ tử thần. Quân đoàn Tu La sắp tới chiến trường, bệ hạ tại sao còn chưa điểm binh? Bất Hủ Thi Vương nhìn về phía Oán Linh Chủ Mẫu mà hỏi. Tâm ý của bệ hạ khó lường, ta cũng không biết, Oán Linh Chủ Mẫu đáp. Quân đoàn Tu La ở phía trước, quân đoàn Tà Sát theo sau, trận này có liên quan đến sự sống chết của quân đoàn tử thần. Nếu bệ hạ không chịu rút quân, ngài nên sớm bố trí quân đội, đối kháng với cường địch. Kỵ sĩ chiến tranh nói, trong khi tất cả thống soái cùng chiến tướng vong hồn đang suy đoán, kỵ sĩ tai hoang đột nhiên bay ra khỏi bộ chiến giáp của ông ta. Cơ thể xương sầu của ông ta đã bị vỡ vụn, chỉ còn lại dấu vết của tàn hồn được bao bọc trong bộ giáp có khắc phong giả chi thư. Sau khi bay ra khỏi bộ giáp, một tia tàn hồn của kỵ sĩ tai hoang bay thẳng lên trời. Tai hoang, ngươi muốn làm gì? Kỵ sĩ Ôn Dịch lớn tiếng hỏi. Những tên đần độn như các ngươi, đến bây giờ các ngươi còn không rõ tâm ý của bệ hạ sao? Bệ hạ sở dĩ không hạ lệnh cho các tướng bày binh bố trận, là bởi vì ngài dự định một mình chống đỡ trận chiến này, chúng ta phải ngăn cản ngài lại, thái cổ minh giới không thể không có tử thần. Kỵ sĩ tai hoang nói, nghe ông ta trả lời, sắc mặt mọi người ai nấy cũng đều thay đổi. Khoảnh khắc tiếp theo, Oán Linh Chủ Mẫu, Bất Hủ Thi Vương, Kỵ sĩ Ôn Dịch, Kỵ sĩ Chiến Tranh và Kỵ sĩ Tử Vong đều bay ra lên không trung, hướng Băng Phong Vương tọa mà bay đến. Cũng như kỵ sĩ Tai Hoang đã nói, Thái Cổ Minh giới không thể không có tử thần. Trước khi tử thần trở về, họ cũng đã trải qua vô số ngàn năm trong minh giới, nhưng đó lại là khoảng thời gian như thế nào, chỉ tràn đầy hối hận và đau đớn, càng được nhiều thì càng mất đi nhiều. Trở nên mạnh mẽ cũng không khiến mạng sống của họ có giá trị hơn, nếu không có tử thần, họ chỉ là những cái xác biết đi. Mặc dù các chiến tướng cấp cao ngay lập tức đến can ngăn sau khi nhận ra ý định của tử thần, nhưng họ vẫn đã muộn một bước. Khi họ bay lên đỉnh băng xương bảo lũy, tử thần đã rời khỏi Băng Phong Vương tỏa. Không chỉ vậy, tử thần còn sử dụng thần thông tối cao của mình để tạo ra một kết giới băng xương cho băng xương bảo lũy. Giống như một bức tường băng, đóng băng hoàn toàn toàn bộ bảo lũy. Bên ngoài bức tường băng, Thùy Hỏa một mình kiêu ngạo trong hư không, bên trong bức tường băng, Bất Hủ Thi Vương cúi cái đầu kiêu ngạo xuống, tất cả chiến tướng đều quỳ trên mặt đất. Không cần hỏi, mọi người đều hiểu được tâm ý của tử thần. Kết giới băng xương này là do tử thần dùng thần niệm của mình dựng lên, chỉ cần tử thần không chết thì kết giới sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Mà một khi cô chết, thì bọn họ không cần phải ở lại đây chiến đấu nữa, có thể quay trở lại minh giới và chờ đợi sự phán xét cuối cùng của thiên đạo. Oán Linh Chủ Mẫu bắt đầu khóc, những giọt nước mắt ngay khi chúng trào ra khỏi mắt bà thì lập tức kết thành băng. Để mặc nước mắt hóa thành băng và rơi xuống lã chã, Oán Linh Chủ Mẫu đã cất tiếng hát tự khúc vong linh, một khúc nhạc đưa tiễn. Khúc tiễn đưa bi ai, nhưng than như khóc, kêu cầu tử thần, cố gắng mang cô trở lại. Vong hồn không cần nước mắt, chờ ta trở về. Nói xong, Thùy Hỏa biến thành một con cú đêm, bay về nơi sâu trong hư không vũ trụ. Chương 1203, ta là Phá Quân 1. Tu La Vương là một trong những vị thần mới trỗi dậy đầy mạnh mẽ trong số các vị thái cổ tiên dân, đồng thời cũng là một trong những vị thần tối cao của tà giáo, nhưng thân phận được biết đến rộng rãi nhất của ông ta chính là chuyển thế của huyết thần tử bổn mệnh của Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ, còn được gọi là Minh Hà Giáo Chủ, đã từng nói, huyết hải không cạn thì Minh Hà không chết. Trong truyền thuyết của thái cổ tiên dân, sau khi bản cổ khai thiên, trong người có một cục máu ứ đã bắn vào hư không vũ trụ, hóa thành U Minh huyết hải, trong U Minh huyết hải lại có nhau thai nghén nên Minh Hà Lão Tổ, lúc sinh ra đã có hai thanh kiếm bầu bạn, là Nguyên Đồ và A Tị. Sau khi Minh Hà Lão Tổ ra đời, nhau thai đã biến thành thập nhị phẩm tuyết liên, trở thành pháp bảo của ông. Minh Hà Lão Tổ tuy xuất thân phi phàm như vậy, nhưng đến cùng vẫn không thể tranh lại phục hy, cuối cùng bị sức mạnh vận mệnh âm thầm tấn công trực tiếp, mất đi tuổi thọ và chết mòn trong thời gian hồng hoang dài đằng đẵng. Sau khi Minh Hà Lão Tổ bị sức mạnh vận mệnh mưu hại, nhận ra rằng thọ nguyên của mình chẳng còn bao, nên đã dùng thần niệm và huyết khí cuối cùng của mình luyện thành 480 triệu huyết thần tử, sinh ra tộc Tu La, trong đó có huyết thần tử bổn mệnh được chuyển thế thành Tu La Vương. So với các vị thần khác của thái cổ tiên dân, Tu La Vương và thậm chí toàn tộc Tu La đều là những sức mạnh mới nổi, được nhân lên nhờ huyết thần tử của Minh Hà Lão Tổ. Ban đầu, tộc Tu La cũng phải vật lộn để sinh tồn trong vị diện thái cổ tiên dân, chỉ một số ít trong số 480 triệu huyết thần tử có thể công thành hóa thành Tu La và tái sinh, gần như phần lớn đều đã bỏ mạng. Cho đến khi Tu La Vương ra đời, thâm mặc chiến giáp thập nhị phẩm tuyết liên, tay cầm kiếm Nguyên Đồ cùng A Tị, lãnh đạo tộc nhân của mình giết chóc khắp bốn phương. Giết đến chủ thần phải trốn tránh, vị diện sụp đổ và vô số sinh vật chết đi trong cuộc trỗi dậy của tộc Tu La. Cuối cùng, Đế Thích Thiên đã thay mặt các thần tộc xưa cũ của thái cổ tiên dân, cùng đàm phán với tộc Tu La, trong vị diện thái cổ tiên dân tạo một huyết hải cho tộc Tu La để tộc Tu La sống sót, thì chiến tranh mới chấm dứt. Dưới trướng chỉ huy của Tu La Vương có tứ đại ma tướng, một trong số họ là Quỷ Mẫu hay còn gọi là Thị Huyết Chủ Mẫu, bà lén lút trà trộn vào nhân gian trong thời đại hỗn loạn, ẩn náu trong huyết hải phù đồ của MT, ba ma tướng còn lại lần lượt là Phệ Hồn, Đoạn Ly và Đoạt Xá. Mỗi một ma tướng đều có sức chiến đấu của thái cổ thần ma cấp cao, chiến lực của riêng Tu La Vương đã có thể sánh với Thái Cổ Thần Vương, Thái Cổ Ma Đế. Lực chiến tổng thể của tộc Tu La gần như có thể sánh với huyết hải phù đồ của MT. Huyết hải phù đồ của MT trong vô số năm tháng qua đi mãi vẫn là tai họa lớn nhất, ngay cả hậu thổ nương nương cũng không thể hóa giải được. Điều này cho thấy, quân đoàn Tu La đến tấn công băng xương bảo lũy lần này mạnh đến mức nào. Nếu lần này xuất chiến là những quân đoàn khác của Thái Cổ Tiên Dân, đại quân tử thần có thể vẫn có quyết tâm đánh một cuộc chiến thông thường, nhưng tộc Tu La trời sinh khắc chế vong hồn, giống như huyết hải phù đồ vẫn luôn trấn áp MT vậy. Có thể tưởng tượng, trước tiên không nói đến quân đoàn tà sát trấn áp được Thùy Hỏa có lực chiến như thế nào, chỉ riêng quân đoàn Tu La 800 vạn của Tu La Vương cũng đủ giáng một đòn nặng nề vào băng xương bảo lũy, thậm chí trực tiếp phá hủy tòa căn cứ mạnh nhất trong minh giới. Thùy Hỏa là một vị tướng chinh chiến sát phạt, sau khi nhìn rõ điều này, cô đã chọn một phương pháp cực đoan để phá vỡ tình thế khó khăn. Đại quân Tu La 800 vạn, chiến giáp sáng chói, binh đao sắc nhọn. Sát khí quân uy không gì ngăn đỡ tiến về phía trước, phá vỡ sương mù trong hư không vũ trụ, xuất hiện ở ngàn dặm xa về phía tây nam của băng xương bảo lũy. Quân đoàn Tu La có 3 lực lượng chiến đấu chính, một là kẻ săn hồn, được lãnh đạo bởi thi hồn trong số 4 đại quỷ tướng dưới trướng Tu La Vương. Kẻ săn hồn có thể dễ dàng săn lùng những oán linh, ác linh không có xác thịt. Thứ hai là phá pháp giả, được Đoạn Ly một trong 4 quỷ tướng dẫn đầu, có khả năng tấn công cận chiến mạnh mẽ, trực diện đối đầu với hành thi khô lâu của tử thần cũng không vấn đề gì. Tên là Đoạn Ly, nghĩa là chặt đứt tứ chi và tách ra khỏi cơ thể, là đơn vị đẫm máu và tàn ác nhất của tộc Tu La. Loại thứ ba được gọi là tử sĩ Tu La, được lãnh đạo bởi Đoạt Xá. Tử sĩ Tu La, không chết không thôi, chư thần khi nhắc đến đều biến sắc. Nguyên nhân là vì tử sĩ Tu La trong lòng chỉ có kẻ địch, không có bản thân, chiến thuật cốt lõi là tự hủy nguyên thần đồng quy với kẻ thù. Số lượng tử sĩ Tu La rất ít ỏi, không nhiều hơn 10 vạn người. Mà hiệu suất giết chóc do 10 vạn người này tạo ra có khả năng cao hơn nhiều so với hiệu suất giết chóc của kẻ săn hồn và phá pháp giả cộng lại. Chương 1204, ta là phá quân 2. 3 đại quỷ tướng mỗi người dẫn dắt một nhóm quân, kẻ săn hồn và phá pháp đi phía trước, tử sĩ Tu La theo phía sau. Về phần bản thân Tu La Vương, ông dựng lên quân trướng rồi tay ôm mỹ nữ, tự tìm niềm vui, sống thác loạn. Nam tử tộc Tu La đã ít còn hung dữ, xấu xí, còn nữ thì nhiều, gợi cảm và quyến rũ. Tu La Vương thê thiếp thành bầy, quỷ tướng quỷ mẫu đã chết đi và quỷ tướng thi hồn hiện tại đều là vợ của Tu La Vương. Sở dĩ tộc Tu La có thể trong thời gian ngắn vươn lên trở thành chủng tộc mạnh nhất trong thái cổ tiên dân, thì không thể tách rời khỏi bản năng trụy lạc của chủng tộc họ. Tu La Vương đang phấn chấn, đột nhiên trong lòng ông sinh một điểm xấu. Ông ta khoác giáp lên người và bước ra khỏi quân trướng, triệu hồi 3 thống soái đến diện kiến. Băng xương bảo lũy còn cách bao xa? Tu La Vương hỏi. Khởi bẩm đại vương, còn có 1000 dặm cuối cùng. Đoạt Xá Ma Tướng đáp. Ồ, đã gần như vậy sao? Chẳng trách trong lòng bổn vương luôn cảm thấy bất an, ra là băng xương bảo lũy đã gần trong tầm tay. Nghe nói tử thần ở minh giới là người đẹp nhất trong tam giới, bổn vương phải nghĩ cách có được. Tu La Vương nói. Ha ha, thần chúc đại vương đạt thành tâm nguyện. Thân là một trong các quỷ tướng có nhiều thê thiếp của Tu La Vương, thi hồn ma tướng không hề quan tâm đến sự háo sắc phong lưu của Tu La Vương, thay vì xấu hổ, ông ta lại tự hào về nó. Đại vương, tử thần có thể đánh bại vô số lĩnh chủ hư không, tiêu diệt vô số đại quân thâm uyên chỉ với một băng xương bảo lũy, tuyệt đối không phải là hạng có thể xem nhẹ được, trận chiến này không thể xem nhẹ. Đoan Ly ma tướng nói. Đoạn Ly tướng quân, người đang so sánh cả tộc Tu La vô địch với đám rác rưởi kia sao? Tu La Vương không vui hỏi. Ma tướng không dám, chỉ là muốn nhắc nhở đại vương, chiến lực của thái cổ minh giới thâm sâu khó lường, chính cường địch của đại vương. Đoan Ly tướng quân, tử thần không phải tử thần của năm xưa, tử thần mới lên này chỉ niết bàn 9 lần không bao lâu, lại có thể có bao nhiêu uy lực. Đại vương nói đúng, sau trận chiến này, minh giới sẽ không còn tử thần nữa, thay vào đó, thần thiếp sẽ có thêm một người chị em tốt. Thị hồn ma tướng khuôn mặt đầy quyến rũ, giọng điệu cực kỳ ngả ngớn nói. Ha ha, lời ái phi nói rất đúng. Sau khi trao đổi với 3 vị thống lĩnh, Tu La Vương chuẩn bị quay về quân trướng tìm vui. Vào ngay lúc này, Đoạt Xá Ma Tướng đột nhiên thay đổi sắc mặt, hét lên một tiếng không ổn. Đoạt Xá Ma Tướng, xảy ra chuyện gì? Tu La Vương cau mày hỏi. Không ngờ Đoạt Xá Ma Tướng thậm chí còn không thèm nhìn Tu La Vương, nhìn chằm chằm vào đại quân 10 vạn tử sĩ Tu La của ông ta. Nhìn thấy phản ứng của Đoạt Xá Ma Tướng, Tu La Vương và 2 ma tướng còn lại cũng tập trung thần niệm hướng về đại quân tử sĩ Tu La. Chỉ thấy đại quân 10 vạn tử sĩ Tu La có sức tàn phá mạnh nhất, quân uy đã đột nhiên biến mất tăm. Tử sĩ Tu La, dũng cảm không sợ chết, chỉ cần bọn họ còn sống, thì không ai có thể đánh tan được sát khí quân uy của họ. Bây giờ sát khí quân uy đã biến mất, chỉ có thể nói lên một điều, đó chính là bọn họ đều đã chết rồi, bị cái bóng của tử thần bao phủ lấy. Với một chấn động lớn, đại quân tử sĩ Tu La nghiêm chỉnh bắt đầu cháy ngùn ngụt, lửa bốc cao lên tận trời. Lửa, hay còn biết đến là linh hồn chi hỏa, một biển lửa trước mắt, còn gọi là tử vong điêu linh. Ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt lên đến bầu trời, Thùy Hỏa tay lưỡi hái tử thần, trên người mặc giáp tử thần màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc trắng tung bay cuồng nhiệt. Ngươi chính là tử thần sao? Tu La Vương sắc mặt âm trầm như nước, cực kỳ nghiêm nghị. Đúng thế, Thùy Hỏa đáp, không thể nào. Ngay cả là tử thần năm xưa của minh giới cũng không bao giờ có thể trong một trận chiến diệt một đại quân của bổn vương. Tu La Vương lớn tiếng nói. Tu La Vương nói không sai. Mặc dù thái cổ tử thần rất mạnh, nhưng tộc Tu La lại là khắc tinh của vong hồn, chỉ riêng sát khí quân uy của 10 vạn tử sĩ Tu La đã có thể ngăn chặn tử thần Thái Cổ Minh giới đến gần. Sở dĩ Thùy Hỏa có thể thực hiện được là vì bản thân cô ấy vốn đã là tướng phá quân của ma đạo, trong thần cách tử thần vẫn có sức mạnh phá quân. Phá quân áp chế quân uy, nên cô ấy mới có thể bình tĩnh đi sâu vào trung tâm đại quân, một ngồi lửa linh hồn chi hỏa đã thiêu dụi 10 vạn tử sĩ Tu La. Tử thần đương nhiên không làm được, nhưng ta có thể. Thùy Hỏa lạnh lùng đáp lời. Tại sao? Tu La Vương hỏi. Ta từng có một thân phận, tên là Phá Quân, chương 1205, xả thân đoạt hồn 1. Có đôi khi lãng quên không phải vì thật sự lãng quên, mà bởi vì cần phải lãng quên. Lãng quên là một loại sức mạnh, nếu Thùy Hỏa không muốn từ bỏ sức mạnh này, vậy thì cô tuyệt đối không thể để bản thân mình có chút dính líu gì tới chuyện xưa trong quá khứ, đặc biệt là chuyện nữ nhi tư tình. Duyên tình là một loại nhân quả chỉ xếp sau vận mệnh, tử thần không thể có tình cảm. Tình cảm sẽ khiến tử thần trở nên yếu đuối vô cùng, chúng sinh đều có tình, duy chỉ tử thần là không thể. Tử thần phải bị lãng quên, mà bản thân cô cũng buộc phải quên đi tất cả. Thùy Hỏa có thể quên đi tình cảm giữa tôi và cô ấy, quên đi đệ tử ma đạo Vạn Thế Thiên Hồng, thế nhưng pháp tắc phá quân đã trở thành một dấu ấn khắc sâu trong thần hồn của cô, mà uy lực của phá quân cũng đã sớm cùng với thần tính của cô hòa làm một, tạo nên sức mạnh tử thần hoàn toàn mới. Phá quân, một người phá cả đại quân, quân đoàn Tu La có 800 vạn, thế nhưng đạo binh có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp nhất chỉ có khoảng 10 vạn tử sĩ. Một trận linh hồn chi hỏa rừng rực cháy của Thùy Hỏa đã thiêu đốt linh hồn và máu thịt của 10 vạn tử sĩ kia thành cho bụi, hủy đi sức mạnh nòng cốt của quân đoàn Tu La, thậm chí còn trực tiếp khiến địa vị của tộc Tu La trong vị diện thế giới Thái Cổ tiền dân tụt xuống một bậc. Muốn bồi dưỡng một tử sĩ Tu La cần 1000 năm, thậm chí hàng nghìn năm, bởi vì sợ hãi cái chết vốn là thiên tính của muôn loài. 10 vạn tử sĩ Tu La bị diệt, khiến Tu La Vương uất hận vô cùng. Thế nhưng, cho dù tức giận đến mấy thì ông ta vẫn chưa thoát khỏi dục vọng ngu xuẩn mà tỉnh táo lại, ngước nhìn dung nhan diễm lệ lạnh lùng của tử thần, ông ta lại càng khát vọng muốn chinh phục người phụ nữ này. Tu La Vương khoác trên người chiến giáp huyết liên 12 cánh, 1 triệu hoán 2 kiếm nguyên đồ và A Tị. Một hoa sen máu có 12 cánh, 2 thanh kiếm một đỏ một đen, giết người không màng nhân quả. Trong lịch sử chiến tranh của vị diện thế giới Thái Cổ tiền dân, Tu La Vương dựa vào 2 thanh kiếm này đã giết vô số cường địch, chiếm được vô số hồn linh. Tay cầm song kiếm, Tu La Vương bắt đầu mở ra lãnh địa thần thánh thuộc về mình huyết sắc luyện ngục. Theo âm thanh triệu hoán từ thần niệm của Tu La Vương, 800 vạn quân nhất tề xung trận. Huyết khí từ trong thân thể bọn họ bắt đầu tỏa ra, ban đầu chỉ là một màu đỏ tươi nhàn nhạt. Dần dần, sắc đỏ càng lúc càng đậm, khắp cả không gian cũng chuyển từ màu đỏ tươi sang đỏ thẫm, cuối cùng biến thành sắc máu nồng đậm gột không thể sạch. Huyết sắc luyện ngục hình thành, Thùy Hỏa mặc một thân y phục màu đen trông thật lạc lõng. Tóc trắng bị huyết sắc chiếu thành ánh đỏ, đôi gò má trắng như tuyết cũng bị nhuộm thành hây hây, lưỡi hái tử thần giống như trăng máu, toàn thân dường như hóa thành thiên sứ luyện ngục. Sự thay đổi này cũng là một trong những sức mạnh của huyết sắc luyện ngục, có thể kích thích khí huyết của tất cả những kẻ đang ở trong lãnh địa. Hoặc thần phục Tu La Vương trở thành huyết nô, hoặc bị thiêu đốt khí huyết toàn thân. Thế nhưng vẻ mặt Thùy Hỏa chẳng tỏ ra khó chịu chút nào, thậm chí khóe miệng còn khẽ nở một nụ cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Tu La Vương hỏi. Tử thần chưa từng rơi lệ, cũng chẳng có máu tươi để chảy. Tu La Vương, nếu ngươi không nhẫn tâm để toàn bộ tộc nhân bị diệt trong tay ta, vậy thì đích thân ngươi tới đấu với ta một trận đi. Thùy Hỏa đưa ra lời mời quyết chiến với Tu La Vương tại huyết sắc luyện ngục. Đối mặt với lời mời của tử thần, kẻ vốn ngông cuồng tự cao tự đại không ai bì nổi như Tu La Vương cũng có lúc phải do dự trong lòng. Ông ta không hề thiếu dũng khí, thế nhưng tử thần im hơi lặng tiếng tới đây, dùng một trận linh hồn chi hỏa thiêu sạch 10 vạn tử sĩ Tu La, điều này đã gieo mầm mống nỗi sợ trong trái tim ông ta. Cho dù ông ta không chịu thừa nhận nỗi sợ hãi trong lòng mình thì bản thân cũng không dám mạo hiểm. Đại vương, thần đến đấu với cô ta. Chính trong lúc này, Đoạt Xá Ma Tướng chủ động xin nghinh chiến. Tốt, Đoạt Xá Ma Tướng, hãy báo thù cho 10 vạn tử sĩ Tu La của chúng ta. Tu La Vương nói. Sự phẫn nộ của Đoạt Xá Ma Tướng đối với tử thần so với Tu La Vương chẳng kém hơn chút nào, bởi vì anh ta là thống soái của đạo quân tử sĩ Tu La. Địa vị của anh ta trong Tu La tộc chỉ xếp sau Tu La Vương, người trong tộc kính sợ anh ta, các người đẹp thi nhau lao vào vòng tay anh ta, trong đó có cả con gái của Tu La Vương. Đoạt Xá Ma Tướng hiểu rõ, tất cả những vinh dự này không chỉ đến từ sự công nhận năng lực chiến đấu của cá nhân anh ta, nếu chỉ đơn thuần so sánh về chiến lực, Đoạn Lý Ma Tướng so với anh ta còn mạnh hơn. Chương 1206, xả thân đoạt hồn 2. Mà những điều này là bởi anh ta nắm trong tay quân đoàn tử sĩ Tu La. Tử sĩ Tu La sức mạnh hạt nhân hủy diệt của toàn tộc. Tu La Vương chinh chiến sát phạt mở ra vị diện thế giới, sau khi tộc Tu La trỗi dậy lại dựa vào tử sĩ Tu La để uy hiếp thần tộc khắp nơi. 10 tử sĩ Tu La có thể đe dọa tới tính mạng của người có cảnh giới đạo tổ, 100 Tu La tử sĩ thậm chí có thể vây sát cả một thái cổ thần ma. Nếu 1000 tử sĩ Tu La thiêu đốt nguyên thần cùng một lúc có thể bùng nổ sức mạnh hủy diệt khủng khiếp đến nỗi ngay cả khiên bất phá của thần Quang Minh đến từ thái cổ thần giới cũng không thể địch lại được. Về phần 10 vạn tử sĩ Tu La kia, ngay cả Tu La Vương cũng không dám cứng rắn động chạm. Thế nhưng giờ đây, hồn linh của 10 vạn tử sĩ kia cứ im hơi lặng tiếng mà bị tử thần cướp đoạt, mà bọn họ trước khi chết ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nếu như tử thần chọn đối đầu trực diện, vậy thì cô nhất định không phải đối thủ của các tử sĩ này. Cả tộc Tu La vốn giỏi về khắc chế vong hồn cũng vậy, năng lượng linh hồn của tử sĩ Tu La vô cùng ghê gớm, giống như ngọn lửa vậy, một khi đã thiêu đốt thì ngay lập tức liền biến thành biển lửa. Thế nhưng nếu muốn biển lửa này bùng cháy lại không phải chuyện dễ dàng, điều đầu tiên phải vượt qua chính là sát khí quân uy của 10 vạn tử sĩ. Quân uy tử sĩ Tu La ngay cả Thái Cổ Thần Vương, Ma Đế cũng phải nhường, Đế Thích Thiên, Thiên Tôn, Bát Kỳ. Cùng các vị thần minh mạnh nhất trong Thái Cổ Tiền Dân cũng không dám cứng rắn đối mặt, mà Cửu U Nữ Đế nếu muốn chân áp cũng phải dùng đến cả tòa lục đạo luân hồi đại trận mới có thể làm được. Dưới thiên đạo mà nói, kẻ có thể coi nhẹ sát khí quân uy của 10 vạn tử sĩ Tu La cũng chỉ có Côn ở Bắc Minh Hải, vốn đã sớm dung nhập sức mạnh pháp tắc phá quân của tử thần Lâm Thùy Hỏa. Nếu như tử thần đem theo đại quân đến thảo phạt, Tu La Vương ắt sẽ bày bố cẩn thận trước, giữ lại con át chủ bài tử sĩ Tu La này, không để tử thần có lấy một tia cơ hội mỏng manh. Thế nhưng ai có thể ngờ tử thần lại một thân cô độc ẩn nấp trong bóng tối, im hơi lặng tiếng bùng nổ một trận linh hồn chi hỏa. Đại chiến còn chưa bắt đầu, quân đồn Tu La đã bị giáng một đòn cảnh cáo xây sầm mặt mày, Tu La Vương làm sao lại không tức đến phát điên cơ chứ? Đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ, những từ này có thể dùng để miêu tả bất kỳ kẻ nào, duy chỉ không thể dùng để hình dung kẻ thù của bản thân, bởi vì binh bất yếm trá binh bất yếm trá, khi dùng binh, việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng nghệ thuật chiến trận tôn tử. Tu La Vương lệnh cho Đoạt Xác Ma Tướng nghênh trận, một là cho anh ta cơ hội báo thù, hai là nhân dịp này dò xét thực lực của tử thần. Huyết sắc luyện ngục đã mở ra, tử thần hoặc chịu khuất phục, hoặc là hình thần hủy diệt, hôm nay đã định cô ta chắp cánh cũng khó thoát. Đoạt Xá Ma Tướng quân mặc một thân chiến giáp đỏ thẫm, tướng mạo xấu xí dữ tợn, sau lưng mọc hai cánh, thân cao 10 trượng. Giống như Tu La Vương, vũ khí của anh ta là hai thanh kiếm, một thanh tên gọi Đoạt Hồn, một thanh gọi là Xả Thân. Lúc lâm trận, Đoạt Xá Ma Tướng mỗi tay cầm một thanh kiếm, nếu như anh ta quyết lòng muốn đồng quy vô tận cùng kẻ thù, vậy thì có thể hợp nhất hai đạo kiếm này làm một, tên gọi Cự Kiếm Xả Thân Đoạt Hồn. Xả Thân Đoạt Hồn lấy thần hồn làm chất dẫn, lấy máu thịt làm sức mạnh, một khi kiếm được xuất ra, vô luận có chém được kẻ thù hay không thì bản thân tất phải hứng chịu phản phệ. Đoạt Xá Ma Tướng đã ôm trong lòng chí hướng quyết tử trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù Tu La Vương không tỏ vẻ tức giận với anh ta về cái chết của 10 vạn tử sĩ, thế nhưng anh ta biết mình nhất định phải đưa ra một lời giải thích cho việc này. Lời giải thích này, lại cộng thêm sự phẫn nộ đối với tử thần đã trở thành lý do khiến Đoạt Xá Ma Tướng giấy lên quyết tâm hợp nhất hai kiếm tại thời khắc ra trận. Hai tay nhấc thanh Cự Kiếm Xả Thân Đoạt Hồn, cơ thể anh ta cũng theo đó mà tăng vọt. Hình dáng cơ thể của tộc Tu La so với loài người cũng không khác bao nhiêu, khác biệt duy nhất là tộc Tu La có thể tùy ý thay đổi kích thước cơ thể khi ý chí chiến đấu tăng lên. Cơ thể Đoạt Xá Ma Tướng tăng lên từng chút một, không ngừng cao lên, từ vài chục trượng nhanh chóng biến thành vài trăm trượng, huyết khí toàn thân dồi dào. Dưới sự phù hộ của sức mạnh lãnh địa huyết sắc, Đoạt Xá Ma Tướng toàn thân đỏ tươi, giống như một người khổng lồ bước ra từ trong biển máu. Khuôn mặt vốn đã xấu xí nanh ác nay lại càng thêm âm u đáng sợ, hai con mắt lớn đỏ như máu, dường như sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Mái tóc màu đỏ tung bay trong gió, bước chân sấm sét tiến về phía tử thần. Mỗi một bước tiến về phía trước, ý chí chiến đấu trong người Đoạt Xá Ma Tướng lại cao thêm một phần, huyết khí trong người nhanh chóng sôi sục, thần hồn cũng đồng thời bị thiêu đốt. Chương 1207, cái ôm của thần chết. Thùy Hỏa nhìn Đoạt Xá Ma Tướng đang bước tới, vẻ mặt bình tĩnh, thân hình bất động. Cô có thể cảm nhận được anh ta mang theo bao nhiêu sát ý hủy diệt, cũng hiểu rằng người này đã quyết cùng mình đồng quy vô tận. Thế nhưng cô cũng chẳng có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ lạnh lẽo vô cùng, chiến giáp tử thần trên người toát ra uy nghi của tử vong. Tử thần Thái Cổ Minh giới vị vua của các vong hồn. Không một ai trên đời có thể cảm nhận hơi thở của cái chết rõ ràng hơn cô, sở dĩ cô không có bất kỳ hành động gì là bởi bản thân không hề cảm nhận được một chút đe dọa nào. Đoạt Xá Ma Tướng giận muốn phát điên, huyết khí cuồn cuộn, thần hồn trong huyền quan rừng rực cháy. Chiến ý càng lúc càng cao, dần dần vượt qua cảnh giới mà thân ma của anh ta có thể chịu được. Làn da bắt đầu xuất hiện những vết nứt, máu từ trong lỗ chân lông đang rỉ ra, máu tươi nhễ nhại trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ cơ thể, khiến anh ta biến thành một huyết nhân, một huyết nhân, người máu. Mà chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây, anh ta thế nhưng không hề kiềm chế bản thân mà ngược lại càng thêm điên cuồng tiêu hao sức mạnh sinh mệnh, mãi cho đến khi tất cả đều chuyển hóa thành quyết tâm và sức mạnh chiến đấu. Lúc ngọn lửa lớn do thần hồn thiêu đốt từ trong hai mắt của Đoạt Xá Ma Tướng phun ra, Thùy Hỏa đã cảm nhận được sự đe dọa của cái chết. Thế nhưng cô vẫn lựa chọn im lặng như cũ, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ ý cười tàn nhẫn. Tu La Vương điên cuồng thao túng sức mạnh lãnh địa trong huyết sắc luyện ngục, lại đem toàn bộ chúng đặt lên người Đoạt Xá Ma Tướng, trói buộc ma thể sắp nổ tan tành cùng với thần hồn của anh ta. Trên thực tế, nếu không phải đang ở trong lãnh địa của Tu La Vương, cho dù Đoạt Xá Ma Tướng có làm thế nào đi nữa thì sức chiến đấu cũng không thể tăng lên tới cảnh giới hiện giờ. Giờ đây chiến lực của anh ta đã đạt tới tu vi của bậc Thái Cổ Thần Vương. Sự dũng mãnh của Đoạt Xá Ma Tướng khiến cho Tu La Vương cảm khái muôn phần, ông ta vừa cảm thấy tự hào, lại vừa thấy tiếc nuối vì bản thân sắp sửa mất đi một vị tướng quân trung thành. Thế nhưng tất cả mọi sự hy sinh đều sẽ được đền bù, chỉ cần có thể đánh bại tử thần, thiên đạo nhất định sẽ ban cho ông ta thọ nguyên vô tận để bồi thường. Chiến ý của Đoạt Xá Ma Tướng đã chạm tới điểm cuối cùng. Cho dù anh ta có lập tức chết đi cũng không thể khiến ý chí chiến đấu tăng thêm được nữa. Lúc này đây cơ thể của Đoạt Xá Ma Tướng đã cao tới gần 1000 trượng, trở thành một gã huyết nhân khổng lồ sừng sững đứng giữa đất trời. Chiến lực tăng tới đỉnh phong, tử thần cũng đã tiến vào phạm vi công kích của anh ta. Cô đứng dưới chân anh ta trông chẳng khác nào con sâu cái kiến. Giờ phút này đây Đoạt Xá Ma Tướng không còn bị áp bức bởi bất kỳ áp lực nào từ tử thần nữa, trong lòng mang theo cơn phẫn nộ, anh ta nhấc thanh cự kiếm xả thân đoạt hồn trong tay lên. Thanh kiếm này cũng giống như cơ thể của Đoạt Xá Ma Tướng, sát khí càng nặng thì kiếm càng to và nặng. Ma thể cao 1000 trượng, kiếm kia cũng 1000, thiêu đốt thần hồn, hiến tế năng lượng sinh mệnh chỉ để đổi lấy một đòn tấn công chí mạng vào kẻ thù. Vào khoảnh khắc cự kiếm rơi xuống, 800 vạn quân Tu La đồng loạt gầm lên. Tử thần, nợ máu phải trả bằng máu. Giết, dứt lời, cùng với sát ý hủy thiên diệt địa cuồn cuộn như thủy triều, Đoạt Xá Ma Tướng phóng ra một đạo kiếm cực kỳ hung hiểm. Một kiếm này đã hao kiệt toàn bộ sinh cơ của anh ta, cũng đồng thời thiêu sạch tất cả thần hồn. Thế nhưng, nếu chỉ dùng một kiếm có thể khiến tử thần chết cùng một chỗ, tên tuổi của anh ta sẽ mãi mãi được người trong tộc ghi nhớ. Trước khi Đoạt Xá Ma Tướng xuất kiếm đã khóa chết toàn bộ khí cơ của Thùy Hỏa, vì vậy cô không có đường trốn tránh. Nếu như cô tránh trước khi anh ta rút kiếm thì vẫn còn có cơ hội thoát được một kiếm này, nhưng bây giờ chỉ có thể nhắm mắt đón nhận mà thôi. Thế nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là Thùy Hỏa vẫn không có bất kỳ hành động nào, chỉ ngước khuôn mặt thanh tú nhìn chằm chằm vào thanh cự kiếm đỏ máu đang chém xuống từ trên không trung. Hoàn toàn không đem sát ý để vào mắt, lại càng coi thường thanh kiếm mang theo năng lượng hủy diệt khủng bố kia. Tu La Vương khẽ nhíu mày, hai vị ma tướng Đoạn Lý, Phệ Hồn cũng bối rối không hiểu. Tử thần vì sao lại không chống cự? Lẽ nào cô ta biết rằng tử kiếp khó thoát, vì vậy bình thản đón nhận cái chết? Không, điều này rõ ràng là không thể. Mọi người đều bối rối, thế nhưng trong lòng Đoạt Xá Ma Tướng không hề nghi ngờ gì. Trong mắt anh ta, chỉ cần tử thần còn sống thì anh ta sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Cự kiếm không thể địch nổi, sát ý vẫn kiên quyết như cũ. Thanh kiếm cách Thùy Hỏa càng lúc càng gần, chỉ còn gang tấc, mắt thấy giây tiếp theo Thùy Hỏa liền bị cự kiếm chém nát, chính trong lúc này cô lại mở rộng vòng tay hướng về bầu trời. Cự kiếm rầm rầm rơi xuống, tử thần ở nơi đó bỗng hóa thành làn xương đen rồi đột một biến mất. Cũng trong lúc này, cơ thể khổng lồ của Đoạt Xá Ma Tướng đã không cách nào tiếp tục duy trì, nổ tung trong không trung, hóa thành một cơn mưa máu. Tử thần cứ vậy mà chết rồi. Phệ Hồn Ma Tướng ngơ ngác hỏi, câu hỏi của cô ta cũng là thắc mắc của tất cả những người đang ở đây, tử thần thái cổ minh giới ngông cuồng không ai bì nổi cứ vậy mà chết đi rồi, nhìn thế nào đi nữa cũng khiến người ta thấy khó mà tin được. Tu La Vương không trả lời cô ta, bởi vì ông ta hoàn toàn không tin tử thần lại cam tâm ngoan ngoãn đón nhận cái chết. Nếu giết tử thần dễ dàng như vậy thì thiên đạo tuyệt đối đã không đem cuộc sống vĩnh hằng ra làm phần thưởng. Thế nhưng ông ta không cảm nhận được sự tồn tại của tử thần trong huyết sắc luyện ngục, ngay cả một tia thần niệm cũng không tìm thấy. Tử thần đã chết, lệnh các ngươi lập tức bày trận, tấn công băng xương. Tu La Vương còn chưa kịp nói hết câu, bởi vì ông ta đột nhiên phát giác trong lãnh địa của mình xuất hiện một tia chuyển động bất thường. Làn xương đen tan biến cùng với thân thể của tử thần dường như dần dần ngưng tụ lại, không, nó thực sự đang tụ lại. Tử thần chưa chết, Phệ Hồn Ma Tướng kêu lên một tiếng thất thanh, liền sau đó, ngay dưới con mắt của các tướng ma và 800 vạn quân Tu La, xương đen dần dần ngưng tự thành hình. Chẳng mất bao lâu, tử thần lại một lần nữa tái sinh, thần niệm so với lúc trước còn dồi dào hơn muôn phần. Trong truyền thuyết, tử thần chỉ có thể niết bàn 9 lần, sau 9 lần niết bàn tử thần sẽ nắm giữ toàn bộ uy năng sức mạnh và trở thành hóa thân của tử vong. Tuy nhiên có một bí mật mà chỉ thiên đạo mới biết, bởi vì thiên đạo đã từng đích thân giết chết tử thần đã thành công niết bàn 9 lần. Sau 9 lần niết bàn, kỳ thực tử thần còn giấu con át chủ bài cuối cùng, tên gọi của nó là cái ôm của thần chết. Vào lúc tử thần xem cái chết nhẹ tựa lông hồng có thể dựa vào con át chủ bài này để tránh khỏi vận mệnh tử vong. Tử thần chỉ có thể thi triển cái ôm của thần chết một lần duy nhất trong đời, sau lần này, tử thần mới thực sự bị giết. Lúc Thùy Hỏa quyết tâm một mình thách chiến 800 vạn quân Tu La cũng chính là lúc cô dùng chiêu bài cái ôm của thần chết này để cược một trận. Tử thần trọng sinh, 800 vạn quân Tu La suy sụp vô cùng, mất sạch ý chí chiến đấu. Hiện thực khủng bố như thế, ngay cả Tu La Vương cũng không thể chấp nhận được. Huyết sắc luyện ngực là thần vực của ông ta, thế nhưng tử thần sau khi tái sinh dường như mới là chủ nhân thật sự của nơi này. Cái ôm của thần chết không chỉ giúp Thùy Hỏa tránh được vận mệnh tử vong mà còn nuốt sạch sát khí hủy diệt đã thiêu đốt thần niệm và phá hủy sinh cơ của Đoạt Xá Ma Tướng. Mỗi một ý nghĩ của Thùy Hỏa giờ đây đều tràn ngập sát khí, mỗi một động tác đều mang theo ý muốn hủy diệt. Đao sắc chảm sinh mệnh, sức mạnh chém hồn linh, niệm dứt câu sấm ngữ này, Thùy Hỏa nhanh như tia chớp lao về phía đại quân săn hồn, bắt đầu bữa tiệc giết chóc. Chương 1208, tử vong xuất hiện một. Ma đạo trước nay chưa từng thiếu các vị chiến tướng nắm giữ khả năng thần thánh có thể thỏa sức chém giết trên quy mô lớn, liệt viêm hỏa hải thuần tịnh của Nguyên Phượng Tổ sư Hi Hòa, Nguyệt Thần Quỹ Đạo của A Lê, Hỗn Độn Kiếm Hải của Thuần Quân, Huyễn Ma Thập Tam Thần Sát Trận của Kiêm Hà đều là sức mạnh thần thông có khả năng hủy diệt diện rộng, có uy năng lật ngược tình thế chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng cho dù có gộp tất cả những người đó lại cũng không thể bì được với Thùy Hỏa lúc này. Thùy Hỏa sau khi niết bàn 9 lần đã thực sự trở thành hóa thân của tử vong. Mệnh cách phá quân khiến cô xem thường cấm kỵ của sát khí quân uy, có thể tự do ra vào lãnh địa của quân địch, mặc kệ cái chết sắp ập tới. Huyết sắc luyện ngục của Tu La Vương chìm trong sắc đỏ, chiếu lên mái tóc trắng như mây của Thùy Hỏa, khiến cô trông giống hệt một đóa mạn châu xa hoa trong luyện ngục, nở rộ từ trong chết chóc. Yêu mị vô cùng, tàn nhẫn tột độ, thân pháp nhanh như chớp, hơi thở tử vong theo sau như hình với bóng. Linh hồn chi hỏa thiêu đốt khiến cho quân địch loạn lạc, sống dở chết dở. Vô số linh hồn kinh hoàng, la hét thất thanh mong tháo chạy, thế nhưng, linh hồn chi hỏa đã sớm trở thành biển lửa minh mông, bọn chúng đã không còn đường thoát. Tu La Vương nắm giữ huyết sắc luyện ngục, thế nhưng chẳng có tác dụng gì đối với tử thần. Bởi vì uy năng lớn nhất của luyện ngục là kích thích khí huyết của người sống, tử thần lạnh lùng vô tình, một thân huyết khí đã sớm hóa thành băng xương. Tộc Tu La có thể dễ dàng chấp nhận trạng thái hư linh của vong hồn, có thể khiến vật âm một trở nên vô hình, thế nhưng giờ đây bọn họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trước hành động của tử thần. Một vật âm, tác giả không giải thích nhưng theo suy đoán thì từ này chỉ những người, những vật thuộc về cõi âm. Thân pháp của tử thần quá nhanh, linh hồn chi hỏa quá sức khủng khiếp, không một ai có thể tiến lại gần, càng đừng nói đến chuyện bao vây tấn công. Tất cả tướng sĩ có mưu đồ công kích tử thần đều bị biển lửa thiêu đốt thành cho bụi. Huyết sắc luyện ngục vốn là lò luyện ngục dành cho kẻ thù, giờ đây Thùy Hỏa đã trở thành chủ nhân của nơi này, đem đại quân tộc Tu La trở thành kẻ phải chịu nỗi thống khổ dày vò trong cõi luyện ngục. Chủ và khách vị thế sao có thể giống nhau, điều này khiến cho Tu La Vương giận tới bốc khói, lại đành chói tay bất lực. Sự sống đang trôi đi, linh hồn đang rỉ máu. Chỉ trong chốc lát, 800 vạn quân Tu La đã bị linh hồn chi hỏa của tử thần thiêu mất gần 100 vạn, con số vẫn đang điên cuồng tăng lên. Bị tiêu diệt đầu tiên là đạo quân thợ săn hồn dưới trướng Phệ Hồn Ma Tướng. Thợ săn hồn có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả những oán linh chưa ngưng tụ thành thực thể, vì vậy bọn chúng là hạn chế lớn nhất đối với đội quân oán linh của tử thần. Do đó Thùy Hỏa lựa chọn xuống đao với đạo quân thợ săn hồn trước tiên, dùng một đạo linh hồn chi hỏa tiến 100 vạn quân về với cát bụi. Tiếp theo đó, Thùy Hỏa lại tiến về phía đại quân phá pháp giả, một bên thả ra linh hồn chi hỏa, một bên vung lưỡi hái tử thần chém giết khắp nơi. Mắt thấy đại quân dưới trướng đều đã bị tử thần tiêu diệt dễ dàng giống như bẻ gãy cành khô, sắc mặt Phệ Hồn Ma Tướng tái nhợt. Tu La Vương cũng u ám không kém, chẳng đưa ra được quyết định gì. Quân đội Tu La đích thực có thể kiềm chế đại quân tử thần một cách hoàn hảo, kẻ săn hồn, phá pháp tướng có khả năng khắc chế bẩm sinh đối với hàm băng nữ yêu, đại quân đoạn lý có thể dễ dàng chia cắt đại quân thi vương, tử sĩ Tu La lại càng có thể một lưới tóm gọn chiến tướng dưới trướng tử thần. Thế nhưng tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp sức mạnh của Thùy Hỏa. Không một ai có thể ngờ tử thần lại xem nhẹ cái chết, cũng không một ai có thể ngờ tử thần dám một mình lao vào lãnh địa của đại quân Tu La, trong huyết sắc luyện ngục của Tu La Vương mở ra một màn gió tanh mưa máu. Giờ đây rốt cuộc Tu La Vương cũng hiểu ra một điều, bảo lôi băng xương không phải là không thể hủy, đại quân tử thần cũng không phải bất khả chiến bại, sức mạnh cường đại thực thụ ở đây là bản thân tử thần. Một vị tử thần đã niết bàn 9 lần còn mạnh hơn đại quân tử thần hàng triệu người. Vạn người không địch nổi, nhìn quân chẳng dám nhìn. Một trận đấu này Thùy Hỏa đã thể hiện vô cùng sinh động mệnh cách phá quân trong người cô. Trận chiến này uy chấn khắp cả Thái Cổ Minh giới, đồng thời thành công khiến cho thiên đạo tức muốn hộc máu. Trải qua lần này, giá trị của tử thần trong lòng thiên đạo cũng tăng lên vòn vọt. Thiên đạo coi cô là mối nguy hiểm chính, thứ hạng hãy còn được xếp cao hơn vị đang chấp trưởng lục đạo luân hồi Cửu U Nữ Đế. Nguyên nhân là bởi sức mạnh hủy diệt của tử thần đối với đại quân quá sức khủng bố, chỉ một người lại có thể dễ dàng thay đổi cục diện của trận chiến. Ngoại trừ Côn ở Bắc Minh Hải, trong khắp Thái Cổ Tam Giới hay là Tam Giới tại nhân gian cũng chẳng thể tìm lấy một người thứ hai có thể không kiêng dè gì cứ vậy mà lao vào địa bàn của kẻ địch, thỏa thích chém giết. Ngọn lửa vẫn đang bừng bừng thiêu đốt, hơi thở của cái chết trong huyết sắc luyện ngục càng lúc càng nồng đậm. Năng lượng linh hồn của binh sĩ Tu La tộc đã chết lúc này đây đã hóa thành làn khí đen, bị Thùy Hỏa trực tiếp hấp thụ vào cơ thể, sau đó lại hóa thành linh hồn chi hỏa rừng rực cháy, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh chính là đây. Giờ phút này, cái bóng tử vong đang bao trùm lấy quân đoàn Đoạn Lý. Chương 1209, Tử vong xuất hiện 2. Khôi giáp trên người tướng sĩ có thể chịu được sức nóng của linh hồn chi hỏa, nhưng không thể chịu nổi lưỡi hái sắc bén của tử thần. Lưỡi hái vung lên, không biết bao nhiêu thân thể bị chém nát, không biết bao nhiêu linh hồn bị hủy diệt. Đao sắc chảm sinh mệnh, sức mạnh chém hồn linh. Kể từ lúc Thùy Hỏa niệm câu sấm ngữ này, cô đã cam tâm tình nguyện gánh vác trên lưng tội nghiệt giết chóc. Không còn kiêng kỵ bản thân giết bao nhiêu người, lại cũng không còn bất kỳ một chút thông cảm nào với sinh mệnh. Thiên đường bên trái, ma đạo bên phải. Không một ai biết rằng người thực sự đã thể hiện sức nặng của câu nói này lại chính là Thùy Hỏa. Thùy Hỏa người đang gánh trên lưng tội nghiệt giết chóc ấy đang từng bước tiến dần tới vực sâu địa ngục. Nguyên nhân khiến cô không thể thức tỉnh, không thể tìm lại ký ức khi trước là bởi vì cô đã sớm biết bản thân đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Nếu như nói trước khi niết bàn 9 lần tử thần hãy còn cơ hội cứu rỗi, thế nhưng sau khi hoàn thành 9 lần niết bàn, tử thần sẽ không thể cứu rỗi được nữa. Giết chóc là nguyên tội, có nguyên tội sẽ có phán xét. Nguyên tội là tội do tổ tông truyền lại, khiến cho chúng ta có bản năng phạm tội và mang trong mình bản năng đó kể từ khi sinh ra. Một khi ngày phán xét tới, Thùy Hỏa sẽ vĩnh viễn rơi xuống vực thẳm, ngay cả cái chết cũng không thể tránh khỏi. Nơi nào lưỡi hái vung lên, binh sĩ quân đoàn Đoạn Lý liền bị hủy diệt. Thế nhưng số người chết càng nhiều thì linh hồn của Thùy Hỏa từ trong sâu thẳm cũng ngày càng ủ rũ. Tốc độ chém giết mỗi lúc một chậm, hành động như con thiêu thân lao vào lửa của tướng sĩ Đoạn Lý cũng khiến Thùy Hỏa cảm thấy áp lực. Mặc dù chỉ cần hồn năng còn tồn tại thì Thùy Hỏa vĩnh viễn sẽ không chết, thế nhưng thần niệm của cô không phải là vô tận, tới lúc này đây số binh sĩ mà cô tiêu diệt đã vượt qua 400 vạn, lưỡi hái vẫn sắc bén như cũ, thế nhưng bản thân thần niệm của cô đã dần dần khô kiệt. Cái ôm của thần chết là chiêu bài cuối cùng, cô đã sớm dùng nó rồi, nếu sắp tới lại phải đối mặt với tử kiếp thì cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Tu La Vương đã nhìn ra được điểm này, vì vậy mới chần chừ không chịu ra tay, ông ta đang đợi tử thần suy yếu. Lúc này Tu La Vương đã mất đi uy quyền của bậc đế vương tại vị diện thế giới Thái Cổ, từ một con sư tử được hóa thành một con sói đói nham hiểm, chỉ chờ trực để cắn một đòn chí mạng. Không phải ông ta hèn nhát khi lâm trận, chủ yếu là lúc này đây tử thần có sát khí quá lớn, uy lực quá mạnh. Sau khi cái ôm của thần chết đã nuốt chửng vô số sát khí hủy diệt của Đoạt Xá Ma Tướng, tử thần đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế, trở thành hóa thân thực thụ của tử vong. Đừng nói Tu La Vương không dám đối mặt với tử thần bây giờ, ngay cả Đế Thích Thiên thần uy chấn động và Thiên Tôn dũng mãnh vô song có đến đây cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Mặc dù trong lòng Tu La Vương đã đưa ra quyết định, thế nhưng chứng kiến hàng trăm vạn binh linh trong tộc tử thương vẫn khiến ông ta khó mà kiềm nổi nỗi uất hận. Trái tim ông ta đang rỉ máu, tràn ngập nỗi hối hận. Sớm biết như vậy, dù thế nào đi nữa ông ta cũng sẽ không vì tranh giành chiến công mà tiên phong dẫn quân tấn công Bảo Lôi Băng Xương. Nếu như ông ta và Tứ Đại Ác Thần cùng nhau tiến quân, tử thần nhất định không thể không kiêng dè gì mà thả ra linh hồn chi hỏa, mà cô ta cũng sẽ chẳng có nhiều hồn năng để dùng như vậy. Đại vương, ma tướng xin nghênh trận. Nghe thấy âm thanh ai oán khóc than của tướng sĩ dưới trướng, Đoạt Lý Ma Tướng không chịu nổi liền cầu xin. Không chuẩn, 4 tử thần bây giờ không thể ngăn cản, ngay cả bản vương cũng không thể khóa nổi thân hình của cô ta. Ngươi yên tâm, thần niệm của cô ta đang khô kiệt nhanh chóng, sẽ chẳng kiên trì được bao lâu nữa đâu. Tu La Vương sắc mặt tăm tối vô cùng, nói. 4 không chuẩn, không đồng ý. Đây là cách nói của bậc đế vương. Thần lo lắng tướng sĩ phía dưới sẽ không chống đỡ nổi cho đến lúc đó. Đoạn Lý Ma Tướng nói. Không chống đỡ được cũng không còn cách nào. Lúc này năng lượng linh hồn trên chiến trường dồi dào, cho dù đại vương đích thân ra tay cũng không thể gây ra thương tổn gì cho tử thần. Phệ Hồn Ma Tướng nói. Đại vương, vì cớ gì tứ đại ác thần còn trì hoãn không chịu xuất hiện? Đoạn lý ma tướng năm hỏi. Năm nguyên tắc để người hỏi là phệ hồn ma tướng, thế nhưng điều này không hợp logic do người đưa ra câu trả lời ở dưới cũng là phệ hồn ma tướng, người dịch vì vậy bèn sửa thành đoạn lý ma tướng. Hừ, tứ đại ác thần vẫn luôn âm thầm rình mò để ý địa vị của tộc Tu La chúng ta trong vị diện thế giới thái cổ, chỉ mong sao nhìn thấy tộc ta ăn phải quả đắng. Người của chúng ta hy sinh càng nhiều, sát khí bọn chúng hấp thụ được từ năng lượng linh hồn càng lớn. Ta có thể chắc chắn bốn kẻ này đã sớm nhìn thấu chiến cục ngày hôm nay. Phệ hồn ma tướng đáp. Phệ hồn ma tướng vừa dứt câu này, bốn đạo ý chí tà ác mạnh mẽ vô song từ bốn phía đông, tây, nam, bắc liền giáng xuống, tứ đại ác thần chính thức xuất hiện. Chương 1210, Ma Long Sa Ngã 1. Thái cổ ma giới, núi Thánh Ma. Kể từ khi Kiêm Hà trở lại thái cổ ma giới, cô ấy đã giao nhiệm vụ chiêu mộ quân đội cho thái cổ ma đế Thương Ma, trong khi đó bản thân cô ấy tập trung quan sát tình hình ở núi Thánh Ma. Trong trận chiến quy khư, thân thể của Ngao Phong đã không còn, thần hồn cũng bị tiêu diệt, chỉ còn một chút ý chí của Tổ Long có lưu lại một ít thần thức. Kiêm Hà nói cơ duyên của Ngao Phong nằm trong núi Thánh Ma, chỉ ở đó Ngao Phong mới có cơ hội ngưng kết thần hồn và thân rồng. Núi Thánh Ma là nguồn gốc của tà khí trong thái cổ ma giới. Theo truyền thuyết, khi hỗn độn mới hình thành nên thái cổ tam giới, thần giới kế thừa đạo tâm của bàn cổ đại đế, còn ma giới đã thu được hạt giống ma của bàn cổ đại đế. Hạt giống ma đã bén rễ trong thái cổ ma giới và sinh ra núi Thánh Ma. Kể từ đó, ma khí không ngừng chảy ra từ núi Thánh Ma, nuôi dưỡng đám ma trong lục địa thái cổ ma giới. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hạt giống ma gần như đã hoàn toàn biến thành ma ý, về cơ bản cũng đã hòa tan vào núi Thánh Ma. Mặc dù hạt giống đã biến mất, nhưng sâu dưới lòng đất trong núi Thánh Ma vẫn còn lưu giữ một xác rồng. Vạn vật trên đời đều xem hình dạng con người là cách tu luyện tốt nhất, nhưng nguồn gốc sức mạnh lại nằm ở hình thái rồng. Cho dù có là kiếm khí của tôi lúc đầu cũng biến thành rồng, rồng gió của Tuyết Dương, Mộ Dung Nguyên Duệ từng hóa thành hình dáng rồng ly hỏa, hay rồng mậu thổ của Hoàng đế Hiên Viên, nguồn sức mạnh của vạn vật đều ở dạng rồng. Cái thân rồng nằm sâu dưới lòng đất trong núi Thánh Ma là dấu vết để lại sau khi hạt giống ma biến mất. Cơ duyên mà Kiêm Hà nói đến là hợp nhất ý chí của Ngao Phong với hình dạng rồng của hạt giống ma. Ngao Phong là Tổ Long, ở nhân gian có công sáng tạo ra sức mạnh khai thiên lập địa, chính vì công lao này mà Ngao Phong mới có khả năng dung hợp hình dạng rồng của hạt giống. Nhưng cũng chỉ là một khả năng mỏng manh mà thôi, quá trình dung hợp còn vô cùng khó khăn. Trước hết, Ngao Phong phải luôn giữ vững linh thức của mình trong giai đoạn gieo mình xuống núi Thánh Ma, đồng thời phải ngăn bản thân không bị ma ý xâm chiếm, rơi vào ma chướng. Một khi hóa thành ma, cho dù dung hợp thành công, Ngao Phong cũng sẽ không biến thành thái cổ yêu long mà sẽ trở thành một ác ma, một ma long sa ngã. Ma long sa ngã, tiếp quản sự hủy diệt và kinh hoàng của thế gian, là kẻ thù của mọi sinh vật, mức độ nguy hiểm của nó thậm chí còn lớn hơn hắc long Liễu Chi Nhung. Cho dù Ngao Phong đủ sức giữ tỉnh táo, nhưng sự tồn tại của ma long sa ngã cũng y hệt như một lời nguyền, ma đạo không thể chứa chấp cậu ấy, tam giới nhân gian cũng không thể tiếp nhận cậu ấy, chỉ mỗi mình thái cổ ma giới mới có thể che chở cho cậu ấy. Nhưng dù sống ở thái cổ ma giới, cậu ấy vẫn là một sinh vật bị cấm, vì tất cả ma tộc đều không thể chịu được ma tính đáng sợ của cậu ấy. Kiêm Hà đứng trước cổng vào núi Thánh Quỷ, vẻ mặt nghiêm túc và sự lo lắng trong lòng thể hiện rõ qua hai lông mày nhíu chặt lại. Mộ Dung Nguyên Duệ đã thành công thống nhất thần giới, giờ đây, thái cổ tam giới sẽ thành lập liên minh và cùng nhau tuyên chiến với thiên đạo. Cách đây không lâu, Kiêm Hà biết được thiên đạo đã điều động một đội quân thái cổ tiên minh, rất có thể bọn họ sẽ là những kẻ đầu tiên tấn công Thùy Hỏa. Cô ấy phải nhanh chóng quay trở lại hư không vũ trụ để chi viện cho Thùy Hỏa càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cô ấy không thể yên tâm về Ngao Phong, không hiểu vì sao trong lòng luôn có dự cảm không lành. Trong lúc đang ngẩn ngơ, Kiêm Hà đột nhiên cảm nhận được một luồng thần niệm mạnh mẽ, người đang đến là thái cổ ma đế, chủ nhân Thương Ma. Chủ nhân Huyễn Ma, ta mới nhận được tin tức, đại quân thái cổ tiên minh đã bắt đầu phái quân đi tấn công pháo đài băng xương. Cái gì? Kiêm Hà kinh ngạc thốt lên. Thái cổ tam giới đều có tai mắt của mình rải rác khắp hư không vũ trụ. Cái gọi là tai mắt là do hiền triết ma giới để lại một vài thần niệm của họ trong vũ trụ, nhằm quan sát hoặc thăm dò những chuyện bất thường xảy ra trong hư không vũ trụ. Lần này thiên đạo phái ra đại quân thái cổ tiên minh, nhưng lại không hề che đậy hơi thở thần niệm, cho nên lập tức bị tai mắt của thái cổ ma giới phát hiện ra. Thời gian gấp gáp, tình hình đã trở nên vô cùng nguy cấp. Không ai hiểu Thùy Hỏa hơn Kiêm Hà, cô ấy sẽ không bao giờ chạy trốn. Nhiều năm trước, cô ấy đã nói trên đời này không có phá quân bỏ chạy, cũng không có tử thần rút lui. Nếu pháo đài băng giá bị phá vỡ, bọn họ sẽ mất đi lực lượng chủ lực trước khi cuộc chiến báo thù thiên đạo bắt đầu, điều đáng sợ nhất là Thùy Hỏa cũng sẽ chết. Cho dù Thùy Hỏa đã quên hết mọi thứ sau khi nhập Niết Bàn lần thứ 9, nhưng mặc kệ cô ấy có còn nhớ quá khứ hay không, những người trong quá khứ vẫn luôn nhớ về cô ấy. Chỉ cần Thùy Hỏa còn sống, cô ấy vẫn sẽ mãi mãi là tướng phá quân của ma đạo. Lần này có 2 đội quân tấn công pháo đài băng xương. 800 vạn đội quân của Tu La Vương và 400 vạn đội quân tà ác của Tứ Đại Ác Thần. Pháo đài băng giá đang gặp nguy hiểm, chủ nhân Thương Ma nói. Chương 1211, Ma Long Sa Ngã 2. Từ lâu đại quân Tu La đã là khắc tinh của vong hồn oán linh, chúng ta phải nhanh chóng phái quân đi chi viện cho họ càng sớm càng tốt. Ma đế bệ hạ, hãy lập tức tập hợp quân đội, tiến thẳng đến hư không vũ trụ. Nghĩ đến Thùy Hỏa đang gặp nguy hiểm, Kiêm Hà lập tức đưa ra quyết định. Ngay khi Kiêm Hà chuẩn bị rời đi với chủ nhân Thương Ma, một luồng khí đáng sợ đột nhiên bốc lên từ sâu trong vực thẳm dưới lòng đất của núi Thánh Ma. Ma tính kinh hoàng men theo luồng khí này khiến Kiêm Hà dùng mình chết lặng, ánh sắc của cô ấy lập tức thay đổi. Những binh lính ma tộc đang đóng quân canh gác dưới núi Thánh Ma hốt hoảng, nhốn nháo muốn tránh xa khỏi núi Thánh Ma. Chủ nhân Huyễn Ma, phía dưới đã xảy ra chuyện gì vậy? Chủ nhân Thương Ma sợ hãi hỏi, mau dẫn người rời khỏi đây đi, trong phạm vi trăm dặm quanh núi Thánh Ma ai không được phép tới gần. Kiêm Hà nghiêm nghị nói, có phải chuyện này liên quan đến tổ long kia đúng không? Chủ nhân Thương Ma ngập ngừng hỏi, ừ, điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Sau khi chủ nhân Thương Ma dẫn đám lính rời đi, Kiêm Hà lập tức nhảy xuống vực sâu dưới lòng đất của núi Thánh Ma. Núi Thánh Ma, vực thẳm dưới lòng đất, ma ý ở đây cực kỳ đáng sợ, tà ma ác niệm đang cuồn cuộn dâng trào. Mặc dù Kiêm Hà đã ngưng kết được ma cách hoàn mỹ, nhưng cũng không dám tùy tiện đi vào, nếu không cẩn thận, cô ấy sẽ mất đi lý trí và rơi ma chướng. Giờ đây cô ấy có chút hối hận về quyết định trước kia của, với tà niệm ghê gớm như vậy, làm sao Ngạo Phong đủ khả năng giữ đầu óc tỉnh táo được. Nhưng nếu không làm thế, Ngạo Phong sẽ không bao giờ có cơ duyên dung hợp long hồn, ý thức tâm linh mong manh của sót của cậu ấy cũng sẽ dần bị tan biến theo thời gian, cuối cùng, Ngạo Phong sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Kiêm Hà chậm chậm bước đi, tâm trạng ngày một nặng nề hơn. Càng đi sâu xuống lòng đất, cô ấy càng cảm nhận được hơi thở tà ác méo mó kèm theo sức mạnh hủy diệt vạn vật. Ngoài ra, Kiêm Hà rõ ràng còn cảm nhận được một luồng thần niệm chưa từng có. Chưa từng có một sinh vật nào tồn tại được ở dưới núi Thánh Ma, cho nên thần niệm và sức mạnh hủy diệt này chắc chắn có liên quan đến Ngạo Phong. Cuối cùng, Kiêm Hà đã đến được hang động hạt giống ma vật nằm sâu trong vực thẳm dưới núi Thánh Ma. Ở sâu trong hang động tối tăm mù mịt, cô ấy nhìn thấy một con rồng khổng lồ, đang lặng lẽ nằm trên mặt đất, thần niệm tà ác và sức mạnh hủy diệt mà Kiêm Hà cảm nhận được phát ra từ chính con rồng này. Cô ấy đứng đó, nhìn con rồng đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chỉ mất một giây ngắn ngủi, Kiêm Hà đã có thể hoàn toàn chắc chắn, con rồng khổng lồ này không phải là thái cổ ma long mà cô ấy vẫn luôn mong đợi. Cậu ấy không phải là tổ long của ma đạo, cũng không phải là người yêu của A Lê. Cô ấy không biết có nên đánh thức con rồng khổng lồ này hay không, con rồng chỉ đang ngủ say đã khiến cô ấy không thể thở được, nếu lỡ chọc nó tỉnh dậy rồi không thể kiểm soát nó, nhất định sẽ mang đến tai họa cho thái cổ ma giới. Khi đó, tất cả chúng sinh trong thái cổ ma giới sẽ phải trả giá đắt cho những gì cô ấy đã gây ra. Ngay khi Kiêm Hà còn đang do dự, con rồng đột nhiên mở mắt. Đôi mắt rồng to lớn tối tăm và sâu thẳm, đáy mắt ẩn chứa tia sáng hủy diệt càn quét mọi sinh vật sống. Kiêm Hà quay mặt đi, thở dài thườn thượt và nói, Ngạo Phong, cậu đã thất bại rồi. Không, tôi không thất bại, đây là sự lựa chọn của tôi. Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Ngạo Phong vang lên, mỗi chữ đều ẩn chứa sát ý vô tận. Tại sao cậu lại làm điều này? Cậu là đệ tử của ma đạo, A Lê vẫn đang đợi cậu trở lại quy khư cơ mà. Kiêm Hà hốt hoảng hỏi, tôi không thể quay về, thiên đạo là kẻ bất khả chiến bại, tổ long Ngạo Phong không thể góp sức cho ma đạo nữa, cậu ta cũng không thể bảo vệ người yêu của mình. Ngạo Phong nói, vậy nên vì để theo đuổi sức mạnh, cậu đã chọn trở thành một con rồng sa ngã hay sao? Đúng vậy, ma long sa ngã cho phép tôi dung hợp toàn bộ dấu ấn của hạt giống ma. Chủ nhân của huyễn ma, thật ra cô nên cảm thấy vui vì điều này. Chỉ cần tôi sẵn lòng, tôi có thể hấp thu toàn bộ sức mạnh tà ác của núi Thánh Ma, thanh tẩy tà khí của núi Thánh Ma, cô sẽ không bao giờ phải lo lắng con dân của mình bị sức mạnh tà ác quấy nhiễu, rồi rơi vào ma chướng nữa đâu. Còn bản thân cậu thì sao? Cậu có sẵn sàng trở thành một con quỷ mãi mãi bị nguyền rủa, mất đi tất cả và không bao giờ được cứu rỗi hay không? Ngạo Phong, cậu nên hiểu rõ, ngay sau khi cậu biến thành một con rồng sa ngã, ma đạo sẽ không thể tiếp nhận cậu nữa đâu. Tôi không cần sự cứu rỗi, giống như tử thần cũng không muốn được bất kỳ ai nhớ đến nữa. Chương 1212, tử thần sắp chết. Nhắc đến tử thần, Kiêm Hà bỗng dưng im lặng, tử thần không muốn bất kỳ ai nhớ đến mình nữa, nhưng những người đó mãi mãi không bao giờ quên được cô ấy. Sau khi biến thành một con rồng sa ngã, Ngao Phong cũng như Thùy Hỏa, không bao giờ có thể quay trở lại. Nghĩ tới tình tình hiện giờ của Thùy Hỏa, trong lòng Kiêm Hà vẫn luôn thấp thỏm không yên. Chủ nhân huyễn ma, tôi nhìn ra cô đang lo lắng điều gì đó. Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra? Ngao Phong hỏi. Thùy Hỏa đang gặp nguy hiểm, tôi phải lập tức dẫn quân đến chi viện cô ấy. Tôi xin nguyện tử chiến trên sa trường. Ngao Phong nói, cậu đã không còn là đệ tử của ma đạo, nhưng vẫn sẵn lòng chiến đấu vì ma đạo sao? Toàn thân Kiêm Hà run rẩy, cô ấy kinh ngạc nhìn Ngao Phong hỏi. Ngao Phong im lặng và bắt đầu điên cuồng hấp thụ sức mạnh tà ác trong núi Thánh Ma. Đôi mắt rồng khổng lồ nhắm nghiền, thân rồng to lớn của cậu ấy vặn vẹo giữ cơn đau thấu tận xương tủy vì trong cơ thể chứa quá nhiều sức mạnh tà ác. Càng hấp thụ nhiều sức mạnh tà ác, Ngao Phong càng xa vào tà đạo. Sau khi rút cạn hết toàn bộ sức mạnh tà ác của núi Thánh Ma, thần niệm của Ngao Phong phóng thẳng lên trời. Cả ngọn núi Thánh Ma rung chuyển dữ dội, sườn núi đá lăn long lóc, tưởng chừng như sắp sụp đổ. Cùng lúc đó, nguồn ma ý thuần túy không có trộn lẫn bất cứ sức mạnh tà ác nào đang hừng hực tuôn trào ra từ núi Thánh Ma, hòa vào không trung, hóa thành sinh lực nuôi dưỡng vạn ma. Công năng lớn nhất của núi Thánh Ma là thanh tẩy ma ý và nuôi dưỡng vạn ma. Hiện tại Ngao Phong đã rút cạn toàn bộ sức mạnh tà ác đi kèm với ma ý, núi Thánh Ma không cần phải tiếp tục tồn tại nữa. Tiếng rồng gầm giống vang vọng khắp trời đất, thân rồng khổng lồ của Ngao Phong lao ra khỏi núi Thánh. Núi Thánh Ma không ngừng rung lắc, rồi biến thành một đống đổ nát. Đứng trong đống đổ nát, Kiêm Hà nhìn con rồng sa ngã đang uốn lượn trên bầu trời từ từ khuất xa, lòng đau như cắt, nước mắt rơi đầm đìa. Thiên đường có lối, ma đạo quyết không đi, cho dù Ngao Phong tôi có vĩnh viễn bị đầy vào ma chướng, tôi vẫn sẽ đứng dưới địa ngục ngẩng đầu ngắm nhìn quy khư. Đây là lời nhắn mà Ngao Phong để lại cho Kiêm Hà trước khi cậu ấy xoay rời đi, câu này đã thể hiện thái độ của Ngao Phong. Lặng người đứng một hồi lâu, Kiêm Hà nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má, khóe miệng cong lên ý cười. Cô ấy cuối cùng đã tự tin đối diện với A Lê, bởi vì cô ấy cảm thấy dù Ngao Phong bây giờ đã là một con rồng sa ngã, nhưng cậu ấy càng xứng đáng được yêu thương hơn. Sau khi tứ đại ác thần xuất hiện, Thùy Hỏa lập tức cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của hồn năng ở khu vực chiến trường trung tâm. Hồn năng không hề biến mất mà nhanh chóng chuyển hóa thành hơi thở tà ác, Thùy Hỏa không thể hấp thụ chúng nữa. Cô ấy biết tất cả những điều này đều có liên quan đến tứ đại ác thần, nhưng cô ấy không có cách nào ngăn chặn không cho nó xảy ra. Lúc này, Thùy Hỏa đang bị bao đại quân Đoạn Ly vây kín xung quanh, Tu La Vương và hai tên ma tướng mạnh nhất dưới quyền chỉ huy của ông ta đang dồn hết sức tập trung tấn công cô ấy. Tứ đại ác thần đã phong tỏa hoàn toàn khu vực chiến trường, 400 vạn đại quân ác thần cũng đang ồ ạt kéo đến đây chi viện. Lúc này Thùy Hỏa thật sự rơi vào nguy hiểm, tứ cố vô thân, bị kẻ địch bao vây bốn bề. Không chỉ mất đi hồn năng, nguồn sức mạnh chiến đấu chủ yếu, mà thần niệm của Thùy Hỏa cũng sắp cạn kiệt. Nếu cô ấy vẫn tiếp tục chém giết đại quân Đoạn Ly, thì ngay khi đại quân bị tiêu diệt, cô ấy cũng chỉ còn nước chết chung với kẻ thù. Sắc mặt của Tu La Vương càng lúc càng tàn ác hơn, sát khí của ông ta tăng vọt. Đến lúc này rồi, ông ta vẫn chưa đủ can đảm mời tử thần dự buổi tiệc Hồng Môn Yến. Tứ đại ác thần cũng không có ý định ra tay, chỉ cần tử thần chưa kiệt sức, không ai trong số bọn chúng có gan giành cơ hội lập công. Ngay cả khi tử thần gặp bất lợi, bọn chúng cũng phải thủ sẵn thế chấp lấy thời cơ giết chết đối phương chỉ bằng một đòn duy nhất. 800 vạn đội quân của Tu La Vương đã bị tử thần tiến xuống địa ngục gần hết, chỉ còn lại mười mấy vạn quân, lúc này, thần niệm của Thùy Hỏa cuối cùng cũng cạn kiệt. Cô ấy tất nhiên biết mình đã không còn sức chiến đấu, vì thế cô ấy cũng không tiếp tục tàn sát mười mấy vạn đại quân Đoạn Ly. Thùy Hỏa lơ lửng trên không, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, máu tươi nhuộm đỏ cơ thể cô ấy. Mười mấy vạn quân Đoạn Ly chỉ dám bao vây xung quanh, không kẻ có dũng khí tiến lên phía trước. Ánh lửa đen trong mắt cô ấy đã vụt tắt, lưỡi hái tử thần cũng mất đi vầng hào quang sắc bén. Nhưng cho dù tử thần đã như ngọn đèn trước gió, Tu La Vương vẫn không hề nhúc nhích. Thật nực cười là ban đầu ông ta còn dám thèm muốn vẻ đẹp mặn mà của tử thần, nhưng lại không biết trên đời này có một số người ông ta không thể mạo phạm. Năm xưa, Nam Hải Long tộc cả gan xúc phạm phá quân hộ pháp Thiên Tôn, cuối cùng khiến toàn tộc bị tiêu diệt không còn một mống. Ngày nay, Tu La Vương dám thèm muốn vẻ đẹp của tử thần, đã khiến toàn bộ 800 vạn đại quân Tu La tan thành tro bụi.